Chương 761, cho chơi vấn đáp ta biết rồi. Tô Vũ gật đầu, a à, phải rồi, không nói chuyện này nữa, trước mắt có một việc, nhờ các ngươi cha giúp ta ít thông tin với. Rút lời, Tô Vũ hình dung một tháng rồi mô tả lại, có một loại cỏ ba lá, màu lam cỏ ba lá màu lang, ngươi muốn nói tới thiên tinh hoa sao, Tô Vũ sừng sốt một chút, ngươi chỉ nghe vậy mà đã biết, hắn nhìn qua chỗ ngô lam, mua lam hất cảm kiêu ngạo, đắc ý nói. Làm sao, ta chỉ mới thấy qua loại hoa này, là có ba lá màu lang về sau sẽ nở ra thiên tinh hoa trông rất đẹp mắt ngươi có hình ảnh của nó không để ta đi tìm xem trong thực vật bách khoa toàn thư hẳn là có ngô lam mau chóng chạy lên lầu vài phút sau liền cầm xuống một quyển sách dày cộp đưa qua cho tô vũ coi thực vật bách khoa toàn thư có tổng cộng 12 bản ta chỉ mới xem mấy quyển thôi chính ngươi tự nhìn một chút có phải loại hoa ngươi nói là cái này hay không tô vũ lật xem một lượt rất nhanh liền thấy được trang sách giới thiệu về thiên tinh hoa Xen hình ảnh thì đúng là chủng loại mà hắn đã thấy trong mảnh vỡ ký ức của giáo chủ thiên nghệ thần giáo tô vũ vội nhìn xuống đoạn mô tả về nơi sinh sống của nó không khỏi nhíu mày phạm vi sinh trưởng rất lớn bảy tám cái đại phủ đều có loài cỏ này tồn tại đại hạ phủ đương nhiên cũng có cả mấy đại phủ láng giềng cũng vậy đại minh phủ đại thương phủ đại hạ phủ tô vũ mẫm nghĩ tít ra thì trên đại thể cũng có thể xác định là nó chỉ sinh trưởng khu vực phụ cận đại hạ phủ những khu vực khác thì loại thiên tinh hoa ấy hầu như không tồn tại Tôi thiểu rút nhỏ bớt một ít phạm vi tô vũ cũng không nhiều lời lại mô tả tiếp về loại thực vật tiếp theo mà hắn nhớ được còn có một loại cây mọc ra trái rất lớn trái của nó thật nhìn có điểm giống với dưa hấu phía trên mang theo vài đường vân ngô lam hệt như đang đi chi hỏi đáp hắn mới nói tới đây thì nàng đã vội vã giơ tay giành quyền trả lời ta biết ta biết Hẳng định là cửu vân quả thụ có phải thứ quả mà ngươi nói tới phía trên có chín đường vân đúng không tô vũ nhìn bộ dáng dương dương đắc ý của nàng mà không khỏi giờ khóc giờ cười lợi hại thật như ngươi sốt sáng như vậy làm gì ngươi đây là đang cảm thấy ta đang khảo nghiệm kiến thức của các ngươi sao tô vũ cũng không lãng phí thời gian cái nàng biết thì liền hỏi cử vân quả thụ sinh trưởng ở những nơi nào đại minh phủ đại hạ phủ đại thương phủ ba phủ này đều có các địa phương khác thì ta chưa từng nghe nói cử vân quả thụ mọc được lợi hại tô vũ nhị không được tán dương một câu hắn lại tiếp tục mô tả còn có một loại cây không kết quả hắn còn chưa nói xong ngô lam đã vội vàng hỏi nếu ta đáp đúng toàn bộ thì có được nhận thưởng không? Ngươi cho rằng ta đang bùa với ngươi thiệt hả? Tô Vũ im lặng, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói nói. "Có, ta tiếp tục ra đề mục, ai trả lời đúng được cả 5 câu thì sẽ được thưởng vị trí khai một cái thần khiếu." Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, Tô Vũ thấy vậy thì thản nhiên đáp. Làm Văn thường độc quyền cho nhân viên của sở nghiên cứu, đừng nhìn ta như vậy, sở nghiên cứu của chúng ta tuy mới mở, rất thiếu tiền nhưng lại không thiếu thứ còn quý giá hơn cả tiền." để khích lệ tinh thần ham học hỏi của các ngươi có đôi khi ta sẽ tổ chức những cuộc vấn đáp thú vị như vậy đáp đúng tự nhiên có ban thưởng mua lam kinh hỉ thốt lên ban thưởng thần khiếu giai đoạn dưỡng tính hiện tại mà cũng có thể mở ra thần khiếu sao đúng vậy vậy ngươi mau ra để đi đám người hồ thu sinh cảm thấy thật mệt tâm cô ngốc nhà ngươi chẳng lẽ ngươi không quan tâm xem công pháp mở ra thần khiếu của tô vũ rốt cuộc là từ đâu ra sao được rồi ta biết rồi ngươi đúng là chẳng quan tâm gì hết không thể không nói suy nghĩ đơn giản cũng là một loại hạnh phúc lúc này mấy người trịnh vân huy hồ thu sinh khương mục hiển nhiên không còn lơ đãng như vừa nãy nữa cả bọn hết sức chăm chú dồn dập nhìn về phía tô vũ ngại nó ngươi sớm nói một chút thì nãy giờ bọn ta cũng tranh trả lời rồi không để cho cô mốc kia nghiễm nhiên chiếm trước hai câu đâu tô vũ bật cười tiếp tục mô tả có một loại cây không kết quả cái nhưng cây rất cao đại khai cao tầm bảy tám mét lá cây rất lớn từ tự như lá sen có ba loại hồ thu sinh vội vàng đoạt lời thế nhưng y còn chưa nói xong thì ngô lam bên cạnh đã thét to ta biết lá sen đàn lam phong hoa vân diệp mộc ngươi muốn nhắc tới loại nào trên cành cây có điểm lấm tấm vết trắng không không có tô vũ bị tiếng hét to đột ngột của nàng làm cho ngây người mà ngô lam bên kia lại sốt sáng hỏi tiếp kế thì lá cây của nó có màu lam không hình như không có vậy thì chính là lá sen đàn ngô lam nói một lèo mọc rất nhiều tại đại chu đại minh đại Thương. cả ba đại phủ này đều có Tô Vũ nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Hồ Thu Sinh, Hồ Thu Sinh bất đắc dĩ gật đầu, cái này ta cũng biết, chẳng qua bị Ngô Lam đoạt lời mà thôi. Tô Vũ phì cười. "Khế thì lá sen đàn, thiên tinh hoa, cử vân quả thụ đều có điểm chung là mọc ở địa phương nào?" Đại Minh phủ, Ngô Lam tiếp tục giành quyền, không chớp mắt nói. "Đại Minh phủ có, ta còn biết rõ địa phương có cả ba giống loài này, kết đại hạ phủ không quá xa, đúng rồi, cũng cách Nam Nguyên các ngươi không xa." Địa phương đó gọi là Tinh Lạc Sơn. Mùa Lam dương dương đắc ý, kiêu ngạo vô cùng. Ta đáp đúng bốn đề rồi. Tiếp tục đi. Tô Vũ không lên tiếng. Nghe nó, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Ngươi đã nói ngương cả tên địa điểm sao? Tinh Lạc Sơn. Mùa Lam. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Mùa Lam được nghe khen thì cực kỳ vui vẻ. Hào hứng đáp. Bình thường ta thích xem sách viết về mấy loài cây cỏ giống vậy. Trước kia không có việc gì thì liền lôi sách ra đọc một chút. So với xem yêu thú thì hay hơn nhiều. Nói cách khác ngươi đừng hỏi ta về yêu thú gì gì đó, ta không biết đâu. Tinh lạc Sơn lớn không? Rất lớn. Ngô Lam vội vàng hỏi, câu này có tính là đề mục không? Ngươi muốn hỏi diện tích cụ thể à? Tinh lạc sơn chờ một chút, ta phải lật tư liệu tra lại mới có thể biết rứt lời nàng liền muốn chạy đi tra tư liệu. Đúng lúc này, Khơ Mục cười tủm tỉm nói, Tinh lạc sơn có một chủ mạch và sáu nhanh núi nhỏ, nếu rút phát từ Nam Nguyên thì chỉ cần đi theo hướng nam, đại khái di chuyển tầm ba trăm năm mươi dặm là sẽ tới nơi này có thể được coi là đường ranh giới giữa phủ ta và đại minh phủ núi non chập trùng có chút hung hiểm trong núi có không ít yêu thú hoang dại sinh sống cũng có thổ phỉ đạo tặc sinh tồn thậm chí còn có cả một ít vạn tộc giáo chúng tiềm phục tại trong đó mô lam cực kỳ bi phẫn đây là vấn đề của ta sao ngươi lại đoạt mất trong lòng tô vũ khẽ động trong núi có vạn tộc giáo đồ sinh tồn là thiên nghệ thần giáo sao chẳng lẽ bọn chúng thật sự chiếm đóng địa bàn ngay tại phụ cận đại hạ phủ ngẫm lại cũng đúng toàn giao tiến vào đại hạ phủ tập kích đại hạ phủ ngon nhiều người như vậy để hành động thì không có khả năng tùy tiện từ phương xa đến có lẽ vốn dĩ hang ổ của bọn chúng thật sự cách đại hạ phủ không xa tinh lạc sơn tô vũ thật sự cảm thấy ngoài ý muốn hắn cũng không nghĩ tới nhanh như thế đã có thể xác định được địa điểm mình cần tìm nhân tài a à? thành viên trong sở nghiên cứu của hắn đều là nhân tài ngoại trừ tiểu tử đần độn đầy mặt mờ mịch trịnh vân huy và vị sư tỷ ngơ ngác như đang nghe thiên thư kia ra hai vị này từ đầu tới cuối đều không che lời một lần nào thật thẳng. Chương 762, nhìn thấu mục đích của Tô Vũ, Tô Vũ trong lòng kinh hỉ, đội hỏi: "Vậy yêu thú hung hiểm nhất trong đó có cấp bậc gì?" Giờ phút này, Hồ Thu xin chợt nhận ra một điều gì đó, kinh ngạc nhìn Tô Vũ, Tô Vũ cũng không thèm để ý. Khương Mục bên cạnh trả lời: "Cái này không rõ lắm, bất quá bình thường sẽ không vượt qua sơn hải. Sơn hải vốn là đẳng cấp cao nguy hiểm, một khi có sơn hải uy hiếp, các đại phủ đều sẽ phái người tiêu diêu toàn bộ." Tô Vũ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải sớm tìm cơ hội đi tới tinh lạc sơn xem thử thấy hắn im lặng không nói gì nữa ngô lam không vui sụng mặt hỏi không chi nữa sao ta chỉ mới đáp đúng có bốn đề vẫn còn có một đề nữa mới đúng cả năm như vậy mới lấy được phần thường là phương pháp mở ra thần khiếu tô vũ phì cười cất lời vậy ta lại hỏi một câu ngươi quyết định ra ngoài tổ đội với một nhóm người trong đội ngũ có kẻ muốn đối phó với ngươi nhưng nàng ta lại không dám động thủ sợ cô nãi nãi nhà ngươi báo thủ vậy ngươi làm như thế nào để bức bắt nàng ta chủ động ra tay với ngươi mô lam nghe vậy thì sững người vấn đề này rất khó trả lời những người khác cũng im lặng suy tư nhất thời không ai lên tiếng một lát sau mô lam mới rẻ rạt hỏi tổ đội này cùng đi ra ngoài tầm bảo sao hay là hợp sức đối phó kẻ địch tầm bảo vậy liền tạo ra một cái đại bảo bối ngươi và nàng ta đều muốn sau đó tạo cơ hội chỉ hai người các ngươi ở cùng một chỗ đối phương khẳng định không nhịn được sẽ muốn giết ngươi như vậy thì sẽ bị chỗ dựa của ta biết rồi giết nàng Mùa Lam đau đầu, vậy thì không cho chỗ dựa của ngươi biết, hoặc là có biết thì cũng không có cách nào giết nàng ta. Tốt nhất là kéo thêm nhân chứng, chứng minh là ngươi tự mình gặp nguy hiểm chết đi. Chứng minh như thế nào? Mô Lam còn đang suy nghĩ, Hồ Thu Sinh đã tủm tìm cười đáp, chỉ cần lợi ích đủ lớn thì chẳng cần phải chứng minh gì cả, không để người nào thấy là được, chỉ cần quan tâm xem lợi ích kia có đủ khiến người động tâm hay không. Nếu có, vậy thì giết thì đã giết. Người nào có chứng cứ cho thấy chính là do nàng ta giết, Tô Vũ gật đầu, lợi ích đương nhiên đủ lớn, Tô Vũ suy nghĩ một chút lại nói: "Vậy đối với vài người mà nói, cái gì mới là lợi ích lớn nhất? Thứ vạn tộc muốn nhất thì hẳn là di tích, hồ thu sinh trả lời, hoặc là một vài thứ đủ để cải biến cục diện toàn cục, tỷ như nguyên thần khiếu mà chúng ta đang nghiên cứu, tỷ như phương pháp phá vỡ văn minh sư vô địch cảnh, tỷ như y liệt kê ra rất nhiều." Tô Vũ gật đầu, lại hỏi: "Nếu ta đầy giết ngược lại nàng thì sẽ có hậu quả gì? Tần thận bị bộ tộc của nàng ta trả thù." đừng để ai kích động sự thống hận của học viên vạn tộc từ đó bọn họ cùng chung mối thủ muốn đối phó ngươi hồ thu sinh cười sâu xa có thể mang thêm mấy học viên vạn tộc đi giết một bộ phận lôi kéo một bộ phận để nhân tộc chứng minh chính mình thì chẳng có ý nghĩa gì phân tách chúng từ trong nội bộ khiến chính bọn chúng đi chứng minh tên nào có chết thì cũng chưa hết tội chủng tộc khác nhau thì lợi ích nhu cầu khác biệt chỉ cần ngựa y có thể thỏa mãn lợi ích của mấy người thì họ sẽ có thể giải quyết những tên không hài lòng khác cứ như vậy để một phần học viên vạn tộc trong đó trở thành kẻ thu được lợi ích việc lôi kéo chia rẽ sẽ rất đơn giản tô vũ mỉm cười nhìn y hồ thu sinh cũng cười híp mắt nhìn lại tô vũ trịnh vân huy thì hết nhìn qua tên bên phải lại liếc qua tên bên trái cuối cùng mệt mỏi thở dài ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thích hợp sao hai người quang minh chính đại thương lượng chỉ còn thiếu mỗi bước nói thẳng ra là làm sao để lừa giết đám người hạ thanh bên kia thật thích hợp sao còn có nữ sinh ở đây mà không phải nói vậy thì sẽ lộ ra chúng ta quá mức âm hiểm à lã nhìn lại một chút hai nữ sinh thôi được rồi các ngươi cứ tiếp tục đi nhìn này mặt háo hức ham học hỏi của hai nàng ta là ta biết thừa bọn họ chẳng hiểu gì hai ngươi cứ thoải mái mà thương lượng có khi bọn họ còn đang nghĩ các ngươi đang hăng say thảo luận một vấn đề phức tạp nào đó cũng nên tô vũ không nghe được tiếng lòng của trịnh vân huy hắn không nói về vấn đề này nữa mà là quay sang khích lệ ngô lam ngô lam hôm nay ngươi làm ta ngạc nhiên thật đấy đáp đúng bốn đề cũng đã rất lợi hại và lại câu cuối ngươi cũng gợi ra cho ta mạch suy nghĩ vậy thì hôm nay ta tuyên bố người chiến thắng trò chơi vấn đáp là ngươi thần thường là phương pháp mở ra một thần khiếu cố lên không ngừng cố gắng làm ra cống hiến kiệt xuất cho sở nghiên cứu thì ta sẽ còn tặng thưởng nhiều hơn nữa cho ngươi ngô lam nghe vậy thì vui mừng khóc khởi nàng thắng rồi quả nhiên chăm chỉ đọc sách lúc nào cũng có lợi tô vũ phì cười không nói những thứ này nữa mà sự tình hắn bị tập kích trước đó dường như cũng theo trò vấn đáp này kết thúc mà trôi qua đi mọi người đều ngầm thừa nhận ngươi là do hạ hổ vưu giết mà tô vũ thì đã bình an vô sự chuyện này cũng không tính là việc lớn dù sao thì tô vũ cũng chẳng có chuyện gì ngược lại năm vị đằng không kia hai kẻ thì đã chết ngay tại hiện trường ba tên còn lại rất nhanh đã bị kéo tới vạn tộc hố chém đầu giáo chung vạn tộc giáo không có giá trị câu cá gì quá lớn dưới tình huống bình thường đại hạ phủ sẽ không lưu lại mạng cho bọn chúng quá lâu trực tiếp định tội xong liền lôi ra chém bên phía tô vũ thì không có gì dị thường chẳng qua là nội bộ đại hạ văn minh học phủ bên này có chút tiếng gió truyền đi nói rằng tô vũ cùng thần phù học viện trương hào đã có dấu hiệu cạch mặt nhau hiển nhiên nguyên nhân là vì mấy kẻ tấn công tô vũ lại chính là chi mạch của trương gia ý tứ của trương gia là những người kia chỉ là kẻ tham tài này sinh ý đồ xấu với tô vũ thôi chứ không phải là vạn tộc giáo chúng kết quả lại bị tô vũ bôi thành giáo chúng vạn tộc giáo không thể giữ được mệnh không nói còn làm hại lão gia tử của trương gia cũng phải nhận trách phản nặng nề từ người bên trên rõ ràng chỉ là đơn thuần thấy hơi tiền nên nổi máu tham vốn dĩ không có quan hệ gì với trương gia nhưng bây giờ thì hay rồi tô vũ kéo tới phiền toái không nhỏ cho trương gia bọn họ mặc dù lão gia tử trương gia đã đi trước xử lý mọi việc kết quả lại nghe nói là do tô vũ ở trước mặt hạ hồ vư vu cáo nói đối phương chính là là giáo chúng vạn tộc giáo cuối cùng mới dẫn tới lăng võ vệ trực tiếp kéo người đi chén đầu hết chảy một đao đoạt mệnh cả nhà trương gia bắc khu tất cả những thứ này đương nhiên tô vũ sẽ không bận tâm tới hắn chỉ thả ra một chút tiếng gió thổi rồi liền mặc kệ mọi thứ từ đầu đến cuối mục tiêu của hắn đều không phải là vì lừa giết người nào mà chỉ đơn giản là vì để tạo thanh thế cho mình càng cường đại hơn mà thôi sau khi nhận được số tinh huyết từ chỗ hạ hổ vưu tô vũ bắt đầu liên tục nến thử hắn mở ra sách họa thí nghiệm vô số công pháp trong đó không chỉ công pháp của vạn tộc mà bao gồm cả công pháp của nhân tộc cũng đều thử áp dụng tô vũ khai khiếu nhiều những công pháp bình thường thì gần như hắn đều có thể dễ dàng khai mở cái nào mà còn thiếu vài khiếu huyệt thì tô vũ lại tranh thủ mở ra thêm mấy cái việc mở ra thêm vài cái khiếu huyệt đối với tô vũ mà nói thì không khó hắn tu luyện cường thân quyết tốc độ khai khiếu rất nhanh trong chớp mắt đã đi qua 5 ngày hôm nay là ngày 15 tháng 11 là ngày thứ sáu mà sở nghiên cứu thành lập thời khắc này tô vũ đã khai khiếu được 308 cái thử đủ loại công pháp khác nhau cảm nhận được một ít hiệu quả giúp cho tốc độ hợp khiếu của hắn tăng nhanh bây giờ tô vũ đã hợp nhất được 4 khiếu dựa theo phán đoán trước đó của hắn thì phải 3 ngày mới có thể hợp một khiếu hiện tại thì hắn đã đẩy nhanh được tốc độ lên hơn một chút đành vẹn một tuần mà đã hợp được bốn khiếu quả nhiên là sẽ có công pháp phụ trợ tốt cho việc hợp khiếu chương 763, thiên long tộc hợp khiếu pháp và dung hợp quyết của nhân tộc đều có chút hiệu quả có thể xem như công pháp phụ trợ không tệ cái trước cần khai khiếu 15 cái cái sau thì phải khai 24 khiếu lưỡng cực đoạn của phi ưng tộc cũng có hiệu quả khá ổn có điều cần khai khiếu những 28 cái khiếu hợp pháp của thủy kê tộc cũng hữu hiệu khai khiếu ít hơn chỉ cần 22 cái tô vũ thống kê lại một lượt các công pháp có hữu ích đối với việc hợp khiếu, lẳng lặng suy tư, lưỡng cực đoạn cùng khiếu hợp pháp đều không tệ. Nếu đề xuất cho những người khác tu luyện thì hẳn là mọi người đều sẽ rất hài lòng, không cần phải khai khiếu nhiều, quan trọng là hiệu quả cao hơn so với dùng công pháp của nhân tộc, tối thiểu có thể tiết kiệm được 1 phần 3 thời gian hợp khiếu. Thế nhưng đây không phải là điều Tô Vũ mong muốn, quá trọng, hiệu suất quá kém, tiết kiệm 1 phần 3 thời gian, không. Như đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn nhu cầu của Tô Vũ tốt nhất là phải kiếm ra được công pháp có thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề lực đẩy, khiến cho hắn cấp tốc hợp khiếu, đó mới là thứ công pháp hắn mong muốn công bố. Trong tay hắn hiện ra một giọt huyết dịch kim sắc, đây là chủng tộc mà hắn vẫn chưa từng nếm thử, Thiên Long tộc, chỉ tính riêng một giọt máu vạn thạch cảnh này đã có cái giá đắt dạ người, tận 300 điểm công hơn. Tô Vũ mua một lúc ba giọt, bỏ ra trọn vẹn 900 điểm công hơn, mấy chục loại công pháp của nhân tộc, ta đều đã thử, gần như không có hiệu quả gì, mấy chục loại công pháp của vạn tộc, ta cũng đều đã thử, hữu hiệu không lớn, hy vọng Thiên Long tộc sẽ không làm ta thất vọng. Tô Vũ không chút chần chừ, một ngụm nước giọt tinh huyết ấy vào, dùng lực lực thân thể Tô Vũ bây giờ thì kỳ thật hắn có thể thử nghiệm thôn phệ tinh huyết đằng không. Tinh huyết vạn thạch cảnh đã không còn áp lực quá lớn đối với hắn, rất nhanh, một tờ sách họa mới đã được mở ra, điều này cũng có nghĩa là Thiên Long tộc đã từng giết hắn trong mộng, cho đến tận bây giờ. Những giấc mơ bị tra tấn và đuổi giết vẫn thường xuyên diễn ra còn may mà có những hôm hắn tu luyện tới mệt mỏi thiếp đi không bị các mộng quấy nhiễu nên mới còn đủ sức sinh long hoạt hồ mày hôm sau nếu không thì tô vũ đã sớm bị dày vò tới kiệt sức có điều nói đi cũng phải nói lại từ ngày tới đại hạ văn minh học phủ số lần nằm mộng đã giảm đi đáng kể so với lúc còn ở nam nguyên tô vũ thở dài không nghĩ nhiều về mấy chuyện linh tinh đó nữa hắn đập trung nhìn vào trang sách mới được mở ra thiên long tộc vạn thạch cửu trọng kỹ năng chủng tộc pha toái dùng tinh huyết mở ra long nộ dùng tinh huyết mở ra dung khiếu dùng tinh huyết mở ra cơ sở nguyên quyết thiên long quyết dùng tinh huyết mở ra tô vũ hít sâu một hơi đây còn là lần đầu tiên hắn gạc được một giống loài có nhiều kỹ năng chủng tộc như vậy trọn vẹn sáu cái mấy kỹ năng đằng sau hắn chưa vội nhìn tới bây giờ toàn bộ sự chú ý của tô vũ đã bị mấy chữ dung khiếu thu hút có lẽ nào đây chính là pháp quyết dung hợp khiếu huyệt mà hắn đang tìm kiếm thế mà còn là thiên phú kỹ của thiên long tộc điều này có nghĩa là vốn dĩ thiên long tộc trời sinh căn bản không cần tu luyện môn công pháp ấy thậm chí có khi bọn chúng khôn hề ý thức được mình còn có cái thiên phú kỹ này ngược lại thiên long tộc chỉ biết là tộc nhà mình muốn hợp khiếu rất đơn giản ở trong mắt chúng có lẽ đây chính là thiên phú mà không phải là thiên phú kỹ hay công pháp gì gì đó thiên long tộc trời sinh đều có thể làm được dung khiếu pháp tô vũ cực kỳ kích động hắn vẫn còn có hai giọt tinh huyết nữa một giọt chuẩn bị dùng để mở dung khiếu pháp một giọt thì dùng để ra cơ sở nguyên quyết thiên long quyết đại tộc xếp trong mười vị trí đầu của thập cường tộc thì nhất định công pháp sẽ rất mạnh tối thiểu phải mạnh hơn cường thân quyết có đúng không không do dự nữa tô vũ cấp tốc thôn phệ một giọt tinh huyết lần này hắn muốn mở ra dung khiếu pháp sen thử hắn nuốt giọt tinh huyết vào thiên phú kỹ liền kích hoạt trong chớp ngáng ấy tô vũ cảm nhận được bên trong cơ thể có 32 cái khiếu huyệt đã được mở ra thật thần bí trong đó có trường chính cái khiếu huyệt là tô vũ chưa từng chạm tới 32 cái khiếu huyệt này trong nháy mắt khai mở xong liền tạo thành một cỗ áp chế lực tô vũ cực kỳ kích động vội vàng bắt đầu thử nghiệm hợp khiếu khiếu huyệt nhanh chóng xích lại gần nhau tô vũ vui mừng quá đỗi lực đẩy đã nhỏ đi hẳn không chính xác là lực đẩy vẫn lớn nhưng nó đã bị 32 cái khiếu huyệt hình thành lực lượng kia mạnh mẽ áp chế chế chủ phần lực đẩy khi cố gắng trùng khiếu tối thiểu phải áp chế được 2 phần ba trong lòng tô vũ vô cùng vui vẻ táp chế 2 phần ba đã là rất châu bò so với mấy bộ công pháp vạn tộc mà trước đó hắn thử nghiệm thì dung khiếu pháp mạnh hơn nhiều nếu chỉnh sửa lại bộ công pháp này một phen cho phù hợp với nhân tộc thì không có nghĩa là chỉ tiết kiệm được 2 phần ba thời gian hợp khiếu, mà là tiết kiệm càng nhiều hơn nữa. Nguyên bản lực đẩy là 3, hợp khiếu một cái cần 3 ngày, hiện tại lực đẩy là một, hợp khiếu một cái có lẽ chỉ cần nửa ngày, bởi vì lực đẩy nhỏ thì tốc độ trọng hợp sẽ nhanh hơn, cải mái hơn, hao phí nguyên khí cùng ý chí lực càng ít hơn lúc trước, rất tốt. Tô Vũ phấn khích tột độ, đúng là một bộ công pháp cực kỳ chân quý, trước đó theo hắn tính toán thì để hợp khiếu nhất trọng, tối thiểu hắn phải mất 45 ngày, mà bây giờ khả năng là chỉ cần tốn nửa tháng thì hắn sẽ hoàn thành nhất trọng. Ngửa tiếng sau lực lượng tinh huyết đã tiêu hao toàn bộ tô vũ tuy tiếc nuối nhưng cũng đành chịu khiếu huyệt thứ năm đã suýt nữa thì hợp khiếu thành công ta vẫn còn phải mở ra thêm chín cái khiếu huyệt nữa để luyện thành dung khiếu pháp tô vũ thẩm nghĩ bỗng nhiên nghĩ tới một thứ trong lòng hơi chấn động một chút cấp tốc đem mấy bộ công pháp có hiệu quả trợ khiếu mà ban nãy hắn đã xem lấy ra đặt trước mặt so sánh một thoáng lẩm bẩm nói trong mấy bộ công pháp này khai khiếu nhiều nhất chính là dung khiếu pháp của thiên long tộc mà khai khiếu ít nhất chính là nhân tộc hợp khiếu pháp, nhiều nhất khai khiếu 32 cái, ít nhất khai khiếu 15 cái. Nhìn lại một lượt mấy bản công pháp khác, ánh mắt Tô Vũ khẽ biến, trước đó còn chưa để ý, nhưng sau khi mở ra dung khiếu pháp xong, Tô Vũ trực phát hiện, nguyên lai like những công pháp này đều trọng hợp rất nhiều khiếu huyệt, cho nên thật ra lực đầy áp chế khiếu huyệt là cố định, có vài khiếu huyệt vô dụng, không phải tất cả đều hữu dụng. Tô Vũ vội vàng đối chiếu so sánh lại một lượt đủ loại công pháp, hắn cảm giác dường như mình phát hiện ra một thế giới mới rồi lực đẩy hợp khiếu hẳn là có một ít khiếu huyệt cố định áp chế có lẽ ta có khả năng suy luận ra một công pháp khác càng thích hợp hơn so với dung khiếu pháp dưới tình huống bình thường thì 36 khiếu huyệt là một vòng nhưng bản thân dung khiếu pháp cũng chỉ khai mở 32 cái khiếu huyệt cho nên hẳn nó chưa phải là công pháp tốt nhất thậm chí có thể dung khiếu pháp còn tồn tại một vài khiếu huyệt không cần thiết tô vũ lẩm bẩm lâm vào trạng thái nửa kích động nửa của hoan công pháp đều là do người sáng tạo ra tuy rằng bọn họ chính là cường giả nhưng không có nghĩa là mọi thứ họ viết xuống đều nhất định thập toàn thập mỹ giống như hồ thu sinh năm đó đã từng cải tiến qua một bộ công pháp giảm bớt một cái khiếu huyệt không cần thiết so với đại đa số những người khác thì tô vũ nắm giữ càng nhiều pháp quyết hơn chỉ riêng công pháp hợp khiếu của vạn tộc mà hắn đã tu luyện tới mấy chục bản phát hiện ra không ít khiếu huyệt nằm ở những vị trí hết sức thần bí chỉ sợ nhân tộc đều khó mà phát hiện sự tồn tại của những cái khiếu huyệt kia nếu không nhờ có xét họa thì tô vũ cũng không thể nào phát hiện được Hiện tại hắn sẽ dành thời gian vấp rút tu bổ cải tiến lại một bản công pháp hợp khiếu thích hợp cho nhân loại tu luyện nhất. Chương 764, sau mua hợp khiếu pháp ba. 4 tiếng sau, Tô Vũ đã vẽ ra một bộ công pháp mới dựa trên vòng tròn khiếu huyệt mà hắn so sánh và đối chiếu, tổng cộng cần mở ra 36 cái khiếu huyệt, hắn tìm những khiếu huyệt trùng hợp giữa các bản công pháp hữu hiệu. Không ngừng thí nghiệm liên tục, cảm ứng những khiếu huyệt đó phát huy lực lượng, những cái nào hắn không cảm nhận được tác dụng lớn thì lập tức bài trừ đi. Bao hùng cả dung khiếu pháp cũng đều bị hắn bỏ đi mấy cái khiếu huyệt vô dụng Cuối cùng, chỉnh lý ra vòng tròn 36 cái khiếu huyệt này 36 cái dựa theo quy luật Đây chính là công pháp hỗ trợ hợp khiếu thích hợp nhất Tuy rằng phương án vận hành cũng không khó để suy luận ra Bởi vì dù sao mấy bộ công pháp có sẵn ấy cũng đều có phương pháp vận hành tương tự nhau Thế nhưng ai biết lỡ đâu có thể gặp phải nguy hiểm gì hay không Tô Vũ rơi vào trầm tư Nói thật, mặc dù chỉ là cha di bù lỗ hồng nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tự mình sửa sang lại toàn bộ một bản công pháp mới hơn nữa cũng không phải hoàn toàn quay vòng khiếu huyệt dựa theo một bản công pháp nguyên bản nào cho nên hắn khôn dám tự tin khẳng định thứ mình chỉnh lý lại là hoàn hảo lỡ như xảy ra vấn đề khiếu huyệt tự bạo thì coi như phiền toái lớn suy tư nửa ngày ánh mắt tô vũ chợt sáng lên chu hạo đúng vậy có thể mời cậu ta tới làm vật thí nghiệm một phen xem sao tiểu tử này khai khiếu đủ nhiều trong số 36 cái khiếu huyệt ở đây rất có thể Chu Hạo đã mở ra được mấy cái hoặc là hơn 10 cái hơn rồi, chỉ cần cho cậu ta chút thời gian, có lẽ rất nhanh thôi là Chu Hạo có thể hoàn thành việc mở toàn bộ 36 khiếu huyệt, sau đó thử vận hành việc hợp khiếu cho Tô Vũ quan sát một chút, về phần có thể sai sót dẫn tới bạo khiếu hay không thì đó là chuyện của Chu Hạo. Nói thật, Tô Vũ vẫn có niềm tin tương đối chắc chắn với bản công pháp mới này. Nhưng để chính hắn tự mình đi thử thì hắn không dám, nổ 36 cái khiếu huyệt dù cho không chết được thì ít nhất hắn cũng phải nằm trên giường dưỡng thương nửa năm chu hạo tu luyện thiên sơn quyết bởi vì lực đẩy quá lớn nên gần như không có khả năng hợp khiếu thành công nếu công pháp của ta thật sự hữu hiệu đối với chu hạo mà nói chính là việc cải biến cả đời cậu ta mà nếu nó hữu hiệu với khiếu huyệt của thiên sơn quyết thì đại biểu nó cũng sẽ hữu hiệu đối với những công pháp khác mà mọi người tu nguyện như vậy có khả năng chứng minh bộ công pháp này của ta là an toàn để sử dụng tô vũ cho rằng chu hạo càng thích hợp đi theo con đường chiến giả lần trước gặp hắn thấy ý chí lực của đối phương có chút tiến bộ nhưng như vậy vẫn quá trọng đến bây giờ cũng chưa vào được giai đoạn dưỡng tính cái tên kia hiện tại cũng chỉ là ỷ vào thân thể mạnh mẽ chứ nếu bàn về ý chí lực thì chỉ e ngay cả học viên trung cấp ban đều ghét bỏ cậu ta Tề phương diện ý chí lực thì thiên phú của chu hạo không tính là quá mạnh nói đúng hơn là do cậu ta tiếp xúc quá muộn ý chí lực nguyên bản cũng giống như tô vũ tương đối cứng cỏi thế nhưng lại quá yếu ớt tên kia là đồ đệ của hạ ngọc văn cậu ta sẽ không truyền ra ngoài đó chứ tô vũ thoáng bận tâm về vấn đề này có lẽ nên tìm chu hạo nói chuyện rõ ràng hắn cảm thấy chu hạo là đối tượng rất thích hợp để làm thí nghiệm thậm chí có lẽ tương lai khi tìm ra nguyên thần khiếu cũng có thể tìm đối phương tới xem thử một chút tốc độ khai khiếu của cái tên này quả thật rất nhanh nghe nói hạ ngọc văn chỉ mới phát hiện ra chu hạo không bao lâu trước đó cậu ta căn bản chưa từng tu luyện qua thời gian ngắn như vậy mà đã khai khiếu được 144 cái tu luyện hoàn thành thiên sơn quyết hà ngọc văn không phải là lão sư hợp cách nếu đưa chu hạo đến chiến tranh học phủ dù cho trùng tu thì cũng sẽ rất mau tiến vào vạn thạch hoặc là đàng không kết quả hạ ngọc văn lại dẫn cậu ta tới đại hạ văn minh học phủ phi phạm thiên phú tu luyện thân thể của cậu ta rất nhiều người đều có chút tiếc nuối ghen lẫn đồng tình thế nhưng đây là học sinh của hạ ngọc văn không ai tiện nhúng tay vào việc này nếu để chu hạo theo học chiến tranh học phủ thì có lẽ tiểu tử ấy sẽ là một hoàng đăng thứ hai hoàng đăng chính là vị thiên tài của đại hạ chiến tranh học phủ là người đã trao bạch phong lên đánh mấy lần vị này tô vũ đã từng nghe người ta nhắc tên rất nhiều lần bây giờ đối phương đã sớm là cường giả lăng vân cảnh không còn ở lại học phủ nghe nói y đã đi ra tiền tuyến dũng mãnh chinh chiến tại chư thiên chiến trường nghĩ tới đây tô vũ không khỏi cảm thấy hơi nhớ cha mình bài phong và liễu lão sư hắn thở dài một hơi tạm gác lại chuyện đó sang một bên thầm nghĩ phải mau chóng đi tìm chu hạo nói chuyện còn về phần tô vũ thì đương nhiên hắn sẽ không mạo hiểm quỷ mới biết con đường suy luận của hắn đến cùng có chính xác hay không lỡ đâu lại có xung đột dẫn tới nổ khiếu huyệt thì làm sao bây giờ có lẽ hắn nên tìm triệu lão sư nhờ ông ấy xem xét lại một thoáng như vậy thì sẽ càng chắc ăn hơn sau đó mới để chu hạo tới thử hiệu quả ai ta quả nhiên là người trượng nghĩa trong lòng tô vũ thầm cảm khái còn về chuyện chu hạo rốt cuộc có đáp ứng hay không thì phải để cậu ta tự mình quyết định nhưng tô vũ cảm thấy quá nửa là cậu ta sẽ đồng ý cái tên kia chính là ngoan nhân và lại muốn thay đổi vận mệnh của mình mà không chịu mạo hiểm thì làm sao được công pháp mới ra lò này dùng để phụ trợ việc hợp khiếu sau này chắc chắn sẽ nổi danh phải đặt cho nó một cái tên mới được. Tô Vũ sờ cằm, trầm ngâm một hồi, chân nở nụ cười, hào hứng hô lên, gọi là xong Ngô Hợp Khiếu Pháp đi, sư tỷ và Ngô Lam mà biết thì chắc là sẽ vui lắm, chắc chắn sẽ hận không thể cả một đời làm việc không công cho mình đối với hai vị này. Tô Vũ đương nhiên hiểu rõ tính tình, phải mềm mỏng, phải dỗ dành, phải cho kẹo ngọt, phải làm cho các nàng cảm thấy các nàng rất lợi hại, rất châu bò, vai trò của các nàng đều rất trọng yếu, dù cho có bắt bọn họ làm không công thì cũng phải làm cho cả hai cảm thấy trong lòng vui sướng cải mái chỉ hận không thể cả đời đều đi theo đóng góp công sức cho hắn một bản công pháp có khả năng lưu truyền cả nhân cảnh cải biến lĩnh vực của toàn bộ chiến giả bản công pháp ấy tên là song ngô hợp khiếu pháp chuyện này chắc chắn sẽ làm bọn họ cười sướng tới phát điên mất tô vũ nghĩ đi nghĩ lại chính hắn cũng phì cười có phải hắn quá xấu rồi hay không người ta làm việc không công coi như xong ngược lại còn phải tự bỏ tiền túi ra tự bỏ tiền túi ra coi như xong thậm chí hắn còn muốn hai cô ngốc kia phải cam tâm tình nguyện làm như thế. Ai? Quan trọng là lắm lúc hắn còn không vừa mắt bọn họ kia kìa. Hết thảy cũng là vì nhân tộc quật khởi, Tô Vũ nói thầm một câu. Đúng vậy, tất cả cũng là vì nhân tộc. Trên thực tế, một bản công pháp lưu danh muôn đời như vậy, đối với vô số người cũng xem như cực kỳ đáng giá, cực kỳ chân quý. Tô Vũ lại tới sở nghiên cứu của Triệu Lập, Triệu Lập cũng không nói nhả. Hắn vừa đến, ông đã trực tiếp đóng cửa mở ra cấm chế phòng người nhìn trộm và nghe lén nói đi có chuyện gì không có chuyện gì thì tiểu tử này tuyệt đối sẽ không mò đến đây triệu lập kỳ thật chẳng những không hề cảm thấy không ổn mà ngược lại còn hết sức tán thưởng điểm hiểu chuyện này của tô vũ không có việc quan trọng thì ngươi cứ lui tới chỗ ta làm gì lôi kéo làng quen rảnh đến điên rồi à thời gian của người nào mà không quý giá không có việc gì thì ngươi đi xem sách tu luyện không tốt hơn sao lão sư ta hỏi một vấn đề cảnh giới thân thể của ngài là gì Lăng Vân, làm sao vậy? Triệu Lập Thuận miệng đáp, chiến giả đạo, đang không tẩy tùy hoán cốt, Lăng Vân nguyên khí cửu biến, ta hiện tại là nguyên khí bát biến, xem như Lăng Vân bát trọng, ông là Lăng Tân bát trọng trên phương diện thân thể, bất quá Vân Minh sư không quá để ý cái này, cho nên với mọi người bên ngoài. Ông vẫn là Lăng Vân thất trọng, chương 765, công pháp hợp khiếu lão sư. Vậy chẳng phải là ngài sắp hợp khiếu sơn hải rồi sao? Tô Vũ ngạc nhiên hỏi. Sao ngài không dành chút công sức tập trung rèn luyện thân thể, trực tiếp để thân thể tiến nhập sơn hải trước triệu lập tức giận nói nào có nhiều tinh lực và thời gian rảnh rỗi như vậy ngươi cho rằng người người đều giống như ta thân thể cùng ý chí lực đều không cách biệt lắng ta đây là kẹt tại lang vân nhiều năm mới khiến cho thân thể đến nguyên khí bắt biến năm đó khi ta vào lang vân cửu trọng thân thể cũng chỉ mới vừa tiến đến cảnh giới lang vân mà thôi và lại năm đó ta không chủ tu thân thể hợp khiếu quá ít bắt khiếu hợp nhất đã vội tiến vào vạn thạch cảnh bây giờ khiếu huyệt đều không quy nhất tán loạn bên trong nội thể muốn hợp khiếu để tiến nhập sơn hải cảnh là việc cực khó cơ hồ không có hy vọng gì tô vũ trên đại thể đã đoán được tình huống nãy giờ chỉ là cố ý hỏi để lão nhân tự chủ động nói ra giờ phút này hắn đợi ông nói xong mới tủng tỉm cười thân thân bí bí hỏi lão sư ta có biện pháp giúp thân thể ngài tiến nhập sơn hải cảnh ngài có muốn nghe không hùng triệu lập nhìn hắn vốt tròng râu trắng dưới cằm ngươi nghiên cứu ra nguyên thần khiếu rồi không phải vậy làm sao tiến vào ta nghiên cứu ra phương pháp hợp khiếu Tô Vũ cười đắc ý nói. Sở nghiên cứu nguyên thần của ta trao biển hành nghề một tuần đã có thành phẩm đầu tiên. Công pháp hợp khiếu hoàn thiện rồi, triệu lập không có hương thú, lờ đạng nói. Cái này thì có gì lạ lẫm, rất nhiều người đều biết công pháp hợp khiếu, không phải loại rác rưởi trên thị trường thường gặp. Đúng vậy, những loại kia chính là rác rưởi, chúng đề cao tốc độ, kết quả thì ngươi vẫn phải mở thêm khiếu ngoài định mức, nhưng việc này chưa hẳn đã có lời. Thời gian ngươi mở thêm khiếu thì có lẽ đã đủ để giúp ngươi bù đắp lại những thời gian tăng tốc kia rồi không có hiệu quả gì lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người hoàn toàn không có hứng thú đối với mấy loại công pháp hợp khiếu trôi nổi trên thị trường. Triệu Lập nhìn chằm chằm hắn, khẩu khí tiểu từ nhà ngươi lớn nhỉ? Những bản công pháp trên thị trường kia ông cũng đã từng xem và học qua, không thể không nói. Mặc dù hiệu quả không mấy kinh diễm, nhưng dù sao đích thật là cũng hữu ích trong việc gia tốc hợp khiếu. Thế mà tiểu tử này còn coi thường, và lại tuy rằng nói những bản công pháp hợp khiếu kia là thường gặp, nhưng trên thực tế cũng không quá phổ biến. Người bình thường có muốn học hay tu luyện đều không có cơ hội, bản thân Tô Vũ bên này cũng là nhờ Hồ Thu sinh lấy được cho. Hồ gia đương nhiên có vốn liếng ấy. Thật mà lão sư, ta đã xem tới mấy chục bản công pháp hợp khiếu, cuối cùng tổng hợp lại và tự mình suy luận ra một bản của riêng ta. Hiện thời trên toàn bộ nhân cảnh chỉ có duy nhất một bản hợp khiếu pháp mở ra 36 khiếu huyệt, quan trọng là hết thảy khiếu huyệt đó đều có ích. Không một cái nào dư thừa, Tô Vũ cực kỳ đắc ý, đây chính là một bộ công pháp do ta bỏ công làm ra. Mặc dù chỉ là chấp phá từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng đây cũng thể hiện một phần năng lực của ta. Không phải sao, triệu lập cầm nín. Thật hay giả, hiệu quả như thế nào, chưa thử qua. Triệu lập cảm thấy tâm ông thật mệt mỏi, ngươi chưa từng thử qua, thế thì nãy giờ ngươi chém gió gì với ta vậy, chém đại gia ngươi à. Công pháp mở ra 36 khiếu huyện, ta tùy tiện xuất ra một đống lớn, sau đó ta cũng nói là nó có hiệu quả trong việc hợp khiếu, ngươi có tin không? nếu không phải ông biết tô vũ vẫn tính là đáng tin cậy thì ông thật sự muốn loạn côn đuổi hắn đi thật mà tô vũ thấy ông không tín nhiệm thì vội vàng nói ta không phải là người tạo ra phiên bản đầu tiên hoàn toàn mà ta chỉ cải tiến lại sau khi đọc mấy chục phiên bản khác trước đó ta đã thử qua rất nhiều phiên bản trong đó có một bộ công pháp là tối ưu nhất khai khiếu 32 cái hiệu quả hợp khiếu rất tốt gần như có khả năng áp chế 2 phần 3 lực đẩy thật à triệu lộc kinh ngạc có thể áp chế 2 phần 3 lực đẩy áp chế 2 phần 3 sao nhưng tộc không có công pháp nào như vậy, và tộc cũng không có. Dĩ nhiên sẽ có một vài chủng tộc đặc thù có thiên phú về phương diện này. Trời sinh đã có thể áp chế lực đẩy xuống còn rất nhỏ khi hợp hiếu. Chẳng hạn như thiên long tộc ông thấy đây chính là thiên phú trời sinh. Thiên long tộc cũng nghĩ hệt như vậy. Đây chính là thiên phú của tộc nó, không có quan hệ gì với công pháp. Bởi vì bản thân chúng nó cũng không có công pháp phương diện này. Mà rách họa quả thật vô cùng đáng sợ. Nó có thể đem loại thiên phú ấy chuyển đổi thành một môn công pháp cũng có nghĩa là nó hiểu rõ tường tận về thiên long tộc như thể đã từng giải phẫu tới mấy vạn con thiên long để tổng kết ra bảng công pháp châu bò đó có đôi khi tô vũ còn phải hoài nghi rốt cuộc chủ nhân trước của quyển sách họa này có phải đã từng đề ra vô số vạn tộc để giải phẫu nát nước chúng nó rồi hay không bằng không thì làm sao chỉ dựa vào thiên phú kỹ mà nó có thể phân tích ra thành nhiều bản công pháp cũng như cơ sở văn quyết kinh khủng như thế tô vũ thấy triệu lập vẫn hoài nghi thì không giải thích nhiều lời chỉ lấy ra một tờ giấy chẳng chỉ hình vẽ đoạn nói Trước mắt ta vẫn chưa hình thành hệ thống công pháp hoàn chỉnh, trong này chỉ mới là phương thức tu luyện thôi, lão sư. Phương thức vận hành và vị trí khiếu huyệt là do chính ta thôi diễn, ngài giúp ta xem thế nào. Ồ. Triệu lập cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào phòng trong bên trong sở nghiên cứu. Sau một khắc, Tông truyền ra một cái khôi lỗi, thấy Tô Vũ ngạc nhiên, Triệu lập tùy ý nói, cái mô hình lần trước ta đã phá hủy, kỹ thuật dính đến thức hải thì không dễ để tạo mô hình mô phỏng, thế nhưng mô phỏng lại nguyên khiếu thì đơn giản hơn những ngày qua ta đã chế tạo vô số khôi lỗi như vậy để chuẩn bị mô phòng khiếu huyệt rút lời ông liền nhét mấy giọt nguyên khí dịch vào đỉnh đầu khôi lỗi rồi nói với tô vũ ngươi tới điểm ra những nguyên khiếu thường gặp đi trong con khôi lỗi này đều có sau đấy dựa theo phương thức của ngươi vận hành thử ta sẽ quan sát xem hiệu quả như thế nào tô vũ cảm khái lợi hại a vậy cũng được lão sư ngài chế tạo bao nhiêu nguyên khiếu trên cái mô hình này 312 cái triệu lập đáp đây đã là toàn bộ nguyên khiếu mà ta biết được trong số những công pháp ta từng xem qua. Công pháp càng đến hậu kỳ thì càng lặp lại nhiều khiếu huyệt. Tổng cộng ông rút ra được 312 cái nguyên khiếu trong số tất cả công pháp mà ông đã xem qua tại văn minh học phủ. Mà Tô Vũ bây giờ đã khai mở hơn 300 nguyên khiếu. Bởi vì có rất nhiều nguyên khiếu là Tô Vũ thông qua công pháp vạn tộc mở ra, cho nên có sự khác biệt khá lớn so với khiếu huyệt của nhân tộc. Tô Vũ không vội vã điểm chỉ nguyên khiếu, mà là tập trung quan sát một vòng, có chút ngoài ý muốn. Số khiếu huyệt trên khôi lỗi trùng với số khiếu huyệt mà hắn đã mở rất lớn, thế nhưng hắn cẩn thận tổng kết lại thì vẫn còn khoảng 20 khiếu là hắn chưa khai thông. Lão sư, cơ thể con người đến cùng có bao nhiêu khiếu huyệt? Triệu Lập tùy ý tháp. Không phải 360 cái thì là 720 cái, hoặc là 1.080 cái ai mà nói chính xác được, mặc kệ là tu luyện, hay là khai khiếu, hay là chế tạo văn binh, thì dưới tình huống bình thường mọi người đều sẽ dùng 36 khiếu huyệt để đánh dấu một cấp bậc đỉnh phong, đây không phải là chọn đại một con số mà là một loại quy tắc dựa vào vô số người đã từng trải nghiệm thử và đúc kết, cuối cùng cho ra một loại quy tắc thích hợp nhất với nhân tộc. Triệu Lập cười nói, Đại hạ văn minh học phủ truyền thừa mấy trăm năm, tại nhân cảnh này cũng là bài danh phía trên cường phủ. Chúng ta chỉ thu thập được 312 cái khiếu huyệt chứ không phải cơ thể con người chỉ có tổng cộng nhiêu đó khiếu huyệt. Dĩ nhiên, có thể là do kiến thức của chúng ta còn kém, vẫn còn có rất nhiều khiếu huyệt khác mà mọi người chưa phát hiện ra được. Chương 766, Mệnh lớn, vận khí tốt lão sư. Vậy ngài nói nếu ta mở ra 360 cái thì thế nào? Tô Vũ vẫn còn không ít khiếu huyệt chưa mở ra. Bao gồm đệ tam trọng của thời gian, dung khiếu pháp và một số khiếu huyệt mà hắn vừa mới phát hiện ra trong khôi lỗi trước mặt. Nếu tiếp tục khai mở, đại khai hắn vẫn còn có thể mở thêm 40 cái nữa. Tô Vũ bỗng nhiên nói. Lão sư, sau khi ta di luận ra công pháp hợp khiếu này xong, ta chợt có một suy nghĩ khá táo bạo. Ta nói ngài đừng chê cười nhé. Nếu như 36 cái có thể hình thành một vòng tuần hoàn, Vậy thì 360 cái liệu có thể hình thành một vòng tuần hoàn lớn hay không? Tô Vũ lẩm bẩm nói tiếp, dựa theo ý nghĩ của ta thì ta có khả năng khai khiếu đủ 360 cái, vậy thì sẽ hình thành ra một đại hệ thống, đại tuần hoàn, khi đó ta có thể suy luận ra một bộ công pháp hoàn toàn mới, siêu việt hết thảy, bản công pháp cường đại khai khiếu 360 cái. Triệu Lập im lặng nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc, nửa ngày sau mới lên tiếng, nếu có ngày ngươi làm ra bản công pháp đó thì ngươi cứ tự mình giữ lại tu luyện thật tốt, nếu kỹ, không có bất kỳ người nào có thể giúp ngươi thí nghiệm, bởi vì khả năng từ xưa đến nay vẫn chưa từng có một ai mở ra 360 cái khiếu huyệt, tên điên nào sẽ mở ra nhiều khiếu huyệt như vậy chứ? Thứ nhất, một người bình thường chưa hẳn có thể biết được nhiều vị trí khiếu huyệt như Tô Vũ, bản thân Tô Vũ nếu không có công pháp vạn tộc thì dù cho hắn học xong toàn bộ công pháp của Đại Hạ Văn Minh học phủ thì cũng chỉ có thể khai khiếu 312 cái. Thứ hai, dù có biết thì cũng chưa chắc đã đủ thời gian và tài lực để mở ra, đây là việc quá khó khăn có khi còn chưa mở xong thì ngựa y đã hết thọ nguyên vì không tiến giai nổi rồi thứ ba thiên tài cũng không thèm làm chuyện này có bệnh à hai khiếu nhiều như vậy thì đến sơn hải phải làm sao để hợp khiếu càng nhiều khiếu huyệt thì lực đẩy càng điên cuồng tăng cao không chịu nổi áp lực đó thì làm sao tiến nhập sơn hải tô vũ thì khác hắn đã mở nhiều như thế chẳng lẽ còn lại mở thêm vài ba chục cái ta chỉ nói thôi dù sao thì ta cũng chưa biết được đủ 360 cái để khai thông về sau lại tính chuyện này Tô Vũ cũng chỉ mới nghĩ tới chứ không vội vã gì, trước tiên phải giải quyết được vấn đề hợp khiếu cái đá, nếu thành công thì đợi tới vạn thạch rồi lại tiếp tục mở ra hơn 50 cái khiếu huyệt nữa cũng chưa muộn, hắn lại không gấp. Quay trở lại chính sự ngày hôm nay, Tô Vũ ngẫm nghĩ một lát. Cuối cùng nhanh chóng điểm ra 36 cái điểm đỏ trên khối lỗi, làm xong hắn lại tỉ mỉ giới thiệu cho Triệu Lập ngay cách vận hành, Triệu Lập một bên điều khiển mô hình, một bên thuận miệng nói: "Đây dù sao cũng chỉ là vật chết, ta thử vận hành một phen." nhiều nhất chỉ có thể chứng minh công pháp của ngươi khi tiến hành chưa hẳn đã làm mất mạng người, thế nhưng có hiệu quả rõ rệt hay không thì khó mà nói. Trên đại thể thì khi ngươi giảng giải cách vận hành 36 khiếu, ta cảm giác không có cái gì mâu thuẫn. Một bộ công pháp hoàn mỹ phải cho người ta cảm giác đầu tiên là công pháp này vận hành rất tốt, hết sức thông thuật, không có bước nào đột ngột bảy lái. Đây chính là trực giác của cư giả. Trong lúc triệu lập nói chuyện thì khôi lỗi trước mắt cả hai đã có sự thay đổi. 36 cái khiếu huyệt lần lượt được thắp sáng lên, nguy khí dần dần tiêu hao một cái, ba cái, bảy cái mãi đến khi thắp sáng 35 cái ầm một tiếng, cái mô hình mô phỏng khiếu huyệt kia đột một nổ, ngổ. Tô Vũ ngốc trệ nhìn chừng chừng vô số mảnh vỡ tan nát dưới đất, Triệu Lập liếc mắt nhìn hắn, "Nhớ kỹ chưa, về sau đừng loạn thí công pháp, cẩn thận giống như nó, trực tiếp nổ tung, công pháp này vẫn chưa hoàn thiện, điều này đại biểu phương pháp vận chuyển tồn tại vấn đề, bất quá có thể vận hành được trọn vẹn 34 cái khiếu huyệt đã đủ để khiến Triệu Lập thay đổi cách nhìn, Tô Vũ đúng thật là thiên tài, tuyệt thế thiên tài." hắn mới nắm giữ bao nhiêu tri thức, xen qua được bao nhiêu công pháp, hắn thôi diễn một bộ công pháp, có thể vận hành được đến 35 cái mới xảy ra vấn đề. Triệu Lập thật sự kinh ngạc vô cùng, có điều ông quyết tâm nín nhịn lại, tuyệt đối không thể biểu lộ sự tán thưởng của mình, tránh cho tiểu tử kia lại lên mặt đắc ý. Ngay từ đầu ông đã cố gắng dập bớt sự tự tin của hắn. Duy nhất một lần thôi diễn ra một bộ công pháp hoàn chỉnh áp chế được lực đẩy của việc hợp khiếu, thậm chí còn khai khiếu 36 cái. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là thần. ngủ mới là chuyện bình thường. Ban nãy khi khối lỗi vận hành đến 34 cái, triệu lập kém chút đã bứt dụng đi một chỏm dâu mét của mình. Nếu mà nó thật sự vận hành hoàn thiện, khéo ông phát điên mất. Còn tốt, cuối cùng nó cũng nổ. Tô Vũ nhíu mày, tiến lên kiểm tra một hồi. Trong lòng không khỏi thầm cảm khái một tiếng, mệnh chu hạo thật lớn. Đúng vậy, mệnh chu hạo quả nhân đủ lớn. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị trực tiếp cho chu hạo thử một chút. Bởi vì Tô Vũ đối với suy luận của mình vẫn thấy rất hài lòng. Nếu không phải lần trước triệu lập giúp hắn thôi diễn công thần khiếu, hắn còn không nghĩ tới việc tìm người hỗ trợ chỉ có thể nói vận khí chu hạo không tệ thế mà thầy cho tô vũ lại sớm phát hiện ra vấn đề chu hạo hẳn là nên cảm tạ quyết định của tô vũ cảm tạ mô hình của triệu lập trong lòng tô vũ tự nhấn nút tán thưởng cho chính mình ta đúng là người có trách nhiệm thế mà còn suy nghĩ vì vật thí nghiệm như vậy lão xương bước cuối bị gạt bỏ rồi ngài xem giúp ta nguyên nhân ở đâu vậy triệu lập ngược lại không gấp có thể vận hành đến 34 cái thì đã đại biểu công pháp này trên đại thể thành hình vấn đề sau đó không quá lớn triệu lập kiểm tra một chút điều chỉnh lại trật tự vận hành của một vài khiếu huyệt liên quan rất nhanh ông liền sắp xếp lại vòng tròn khiếu huyệt thiên thân một con khôi lỗi khác mở miệng giận dò thử lại lần nữa xem với lại lát nữa nhớ lấy một con khôi lỗi về lần sau có nghiên cứu ra công pháp nào mới thì tuyệt đối đừng thử nghiệm lung tung cứ dùng nó mà thử coi chừng nguy hiểm tạ ơn lão sư tô vũ cũng không hỏi giá cả khẳng định không rẻ lại được rồi triệu lập rất nghèo bởi vì ông hoàn toàn chính xác là không có điểm công huân, bất quá đồ tốt của lão đầu tử lại không ít trong sở nghiên cứu có một đống lớn tài liệu nếu ông nguyện ý bán đi nhà kho của mình thì chắc chắn sẽ thành đại gia chỉ sau một đêm vừa thử nghiệm phương thức vận hành mới tô vũ vừa nói lão sư nếu như thành công ngài hãy thử học nó xem sao trong số 36 cái khiếu huyền này ngài đã mở ra được bao nhiêu cái rồi 24 cái triệu lập nhìn thoáng qua rồi trả lời cần phải mở thêm 12 cái khiếu huyệt nữa đến lăng vân thì độ khó khi mở khiếu rất lớn hiện tại nếu ta lại mở khiếu thì ít nhất một tháng có thể mở ra một cái thế là tốt lắm rồi như vậy tối thiểu phải mất một năm cái kia không quan hệ lão sư ngài nói một chút xem ngài đã mở ra 24 cái nào rồi ta nắm giữ bảy tám chục bộ công pháp hợp khiếu ngoại trừ bộ này do ta tạo ra nên chưa từng thí nghiệm thì còn lại chính ta đều đã thử qua không có vấn đề gì ngài xem xem công pháp nào ngài có thể sử dụng triệu lập không muốn nói chuyện đệt mỡ nó ngươi nói ngươi nắm giữ bao nhiêu bộ hợp khiếu pháp bảy tám chục bộ toàn bộ đều có thể sử dụng khắp thiên hạ có nhiều công pháp hợp khiếu như vậy sao ngươi từng thử qua rồi đúng vân y ngươi còn sống tô vũ bất đắc dĩ lời này nói kiểu gì vậy ta đương nhiên còn sống hắn biết ký lão sư có điều hắn vận dụng công pháp đều là nắm chắc toàn bộ công pháp vạn tộc mà hắn học đều có sách họa bảo đảm tô vũ vẫn tương đối yên tâm cho đến bây giờ vẫn chưa từng xảy ra bất kỳ vấn đề gì lão sư rốt cuộc ngày mở ra 24 cái khiếu huyệt nào ta xem lời tô vũ còn chưa dứt thì bỗng ổng lại nổ lần này mới chỉ vận hành đến 33 cái đã nổ triệu lập không quản tô vũ tự mình tiến lên kiểm tra một hồi lẩm bẩm nói sắp xếp sai một khiếu huyệt rồi tiểu tử ngươi vẫn còn chưa nổ chết chính mình đúng là vận khí tốt tô vũ nghe vậy thì lần nữa cảm khái mệnh chu hạo quả nhiên tốt thật không nổ chết ngươi chương 767, ta già rồi triệu lập một bên sửa đổi lộ tuyến một bên nói: "Ta nắm giữa 24 cái khiếu huyệt này, tiểu tử ngươi nhìn một chút, coi thử có bộ công pháp nào thích hợp với ta." Ông tùy ý điểm ra 24 cái khiếu huyệt, Tô Vũ cẩn thận quan sát. Không tệ, có thể sử dụng khiếu hợp pháp của thủy kê tộc, khiếu hợp pháp khai khiếu 22 cái, thế nhưng trong đó Tô Vũ đã rút ra 18 cái khiếu huyệt đối ứng với khiếu huyệt có sẵn của Triệu Lập, theo hắn thì bốn cái khiếu huyệt còn lại đều là vô dụng, không cần thiết khai mở. Đương nhiên sau khi liên tục làm nổ khôi lỗi nãy giờ thì hắn cần phải cân nhắc cẩn thận lại lần nữa lão sư ngài xem thử bộ công pháp này đi tô vũ không vội kêu triệu lập học theo trước tiên hắn điểm ra 22 cái khiếu huyệt trên mô hình trong đó có 18 cái đối ứng với 36 cái khiếu huyệt bên trong bản công pháp của riêng hắn trước đó đoạn nói lão sư đây là công pháp do ta thôi diễn trước đó chỉ cần khai khiếu 22 cái nhưng sau này ta lại phát hiện có mấy cái khiếu huyệt sư thừa Dĩ nhiên 22 cái này đã tạo thành hệ thống. Nếu muốn giảm bớt 4 cái thì cần phải thôi diễn lại con đường vận hành một lần nữa. Nói xong, Tô Vũ liền bảo triệu lập thử nghiệm vận hành một phen, 22 cái khiếu huyệt vận hành cực kỳ thông thuật, Tô Vũ dứt khoát tự mình trải nghiệm cho triệu lập xem, hắn thắp sáng khiếu huyệt cần thiết, vừa làm vừa nói. Lão sư, ngài xem, 22 cái khiếu huyệt này thật sự có khả năng áp chế lực đẩy, hiệu quả không tệ, tối thiểu có thể áp chế được một phần ba lực đẩy, ngài quan sát kỹ nhé triệu lập như có điều suy nghĩ không để ý tới hắn cấp tốc dựa theo con đường vận hành 22 cái khiếu huyệt nguyên bản để thắp sáng khiếu huyệt của bản thân lên sau đó thử nghiệm bài trừ 4 cái khiếu huyệt mà tô vũ nói là dư thừa đi ông nhắm mắt cảm nhận hồi lâu cuối cùng mở mắt thờ hát ra nói ngươi đúng là thiên tài thật sự là thiên tài không ý tới tô vũ thế mà có thể từ trong 22 cái khiếu huyệt tìm ra bốn cái không có tác dụng điều này có nghĩa là hắn cực kỳ thấu hiểu công pháp cũng như khiếu huyệt trong cơ thể cho nên mới nhìn ra được vấn đề Tô Vũ cười ngượng ngùng, lão sư quá khen, Triệu Lập không để ý tới hắn, công pháp 22 cái khiếu huyệt hẳn là do Tô Vũ mà ý muốn lấy được, điểm này đừng vô nghĩa, chắc chắn Tô Vũ không thể tự mình suy luận ra. Thế nhưng việc giảm bớt 4 cái thì hẳn là Tô Vũ tự mình làm, bởi vì tiểu tử này còn chưa suy luận ra hệ thống vận hành hoàn chỉnh, ông xem như hiểu rõ, Tô Vũ bình thường tu luyện đều là bản công pháp hoàn thiện, bản nào hắn tự mình điều nghiên, vẫn chưa hoàn thiện thì hắn mới tìm đến mình nhờ thôi diễn, Triệu Lập dựa theo công pháp nguyên bản trước đó, suy nghĩ một lúc, quyết định thử vận hành mỗi 18 cái khiếu huy sen thế nào, nhưng Tô Vũ thấy vậy thì lập tức căn ngăn. Lão sư, để ta thử trước cho, Ngài là lăng vân cảnh, nổ một cái khiếu huyệt thì cần phải mất tới mấy năm mới khôi phục được, ta thì khác, ta mới chỉ là thiên quân, ổ một cái thì cùng lắm chỉ mất vài tháng dưỡng thương là bình phục. Triệu lập còn chưa kịp nói truy thì Tô Vũ đã bắt đầu vận hành công pháp 18 khiếu huyệt ấy, rất nhanh, 18 cái khiếu huyệt của hắn thắp sáng, sau một khắc, một cỗ áp chế lực sinh ra tô vũ hào hứng cười nói vẫn là lão sư lợi hại một lần thôi diễn đã thành công hiệu quả so với khai mở 22 khiếu huyệt không sai biệt lắm có thể áp chế được một phần ba lực đẩy lão sư bộ công pháp này liền gọi là triệu thị hợp khiếu pháp đi có được không đây đã là công pháp tốt nhất mà tô vũ lựa ra trong mấy chục bộ công pháp hắn từng tu luyện và lại chỉ cần khai khiếu có 18 cái hơn nữa còn có một vài khiếu huyệt thường gặp chắc chắn sẽ trùng hợp cho nên mở thêm vài cái ngoài định mức là được rồi có thể áp chế một phần ba lực đẩy giá trị của bản công pháp này đã là thứ bao người thầy muốn triệu lập trừng mắt liếc nhìn hắn một cái không để ý tới tô vũ tự mình thử vận chuyển 18 cái khiếu huyệt một lát sau bỗng nhiên ông thở dài một tiếng ra rồi ra thật rồi hữu hiệu hiệu quả rất tốt thật sự đã áp chế được lực đẩy ở giữa hai khiếu huyệt mà tô vũ ngồi bên cạnh lại hào hứng nói tiếp lão sư ta còn có một bộ công pháp nữa đại khai có thể áp chế được hai phần ba lực đẩy triệu lập u oán nhìn hắn rốt cuộc ngươi nắm giữa bao nhiêu công pháp, lại còn phân tầng thứ. Áp chế 1 phần 3, tắp chế 2 phần 3, nói theo ý ngươi thì có phải khi bộ công pháp 36 khiếu kia mà thôi diễn hoàn thiện thì có thể áp chế toàn bộ lực đẩy, đừng làm rộn nữa có được hay không. Ta già rồi, trái tim chịu không nổi kích thích đâu. Tô Vũ đang muốn nhắc tới dung khiếu pháp của thiên long tộc, triệu lập bỗng nhiên thở dài, Đều loạn truyền, ta kiến nghị ngươi tốt nhất chỉ truyền bộ 18 khiếu huyệt này thôi, còn những bộ tốt hơn nữa thì quên đi thôi cứ tùy tiện truyền ra ngoài ngươi có còn muốn sống yên ổn hay không sở nghiên cứu nguyên thần của ngươi mới chỉ vây dựng được có một tuần ngươi lại làm ra mấy chục bộ hợp khiếu pháp ngươi muốn người ta ghen tị đỏng mắt hay sao tô vũ vào đầu đáp lão sư nhưng bản 36 khiếu kia ta cần phải tìm người thử trước sau gì thì cũng sẽ truyền nó ra ngoài thôi ý của ta là muốn tìm chu hạo đệ tử của hạ ngọc văn vâng triệu lập trầm ngâm một hồi mới đáp hắn đúng là đối tượng thí nghiệm tốt khách khiếu trên 144 cái tu luyện thiên sơn quý ức một khi ngươi có thể giúp hắn giải quyết vấn đề áp chế lực đầy thì chắc chắn cái tên này sẽ nhất phi trùng thiên ánh mắt triệu lập nhìn người cực kỳ kén chọn ông đã nói như vậy thì rõ ràng thiên phú của chu hạo hoàn toàn chính xác là kinh người ngươi muốn chuyển công pháp thì đương nhiên ta không ngăn cản chính ngươi tự nghĩ kỹ là được là tùy duyên hay là ngươi thật sự muốn giúp đỡ hắn hoặc là như thế nào tô vũ phì cười đáp ta không quá để ý việc này chỉ cần cậu ta đừng tùy tiện loạn truyền ra ngoài là được cũng đừng quay đầu lấy oán trả ơn triệu lập gật vật đầu bỗng nhiên nói ta thấy trên người ngươi có chút yêu khí gần đây ngươi thường xuyên tiếp xúc với yêu tộc à không tính là yêu tộc là thủy nhân của ngũ hành tộc và ảnh tử của ảnh tộc lần trước ta mang theo bọn chúng cùng đi ra ngoài để bảo hộ ta từ lúc trở về thì ta đã để bọn chúng ở lại sở nghiên cứu bên kia rồi tô vũ đương nhiên sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ hắn nghiên cứu những thứ này thì tuyệt đối không có khả năng mang theo hai tên ấy ồ vậy thì tốt phải biết giữ bí mật đừng có cái gì cũng đều để ngươi ngoài thấy được với lại cũng đừng có công pháp gì liền tới tìm ta cân nhắc, ta cũng không phải vạn năng, biết càng nhiều thì lão tử càng sợ hãi a. À. Tiểu tử ngươi quả nhiên đáng hừng. có một số việc truyền ra ngoài thật sự là muốn đòi mạng người. Giờ khác này, ông đang nghĩ tới việc mình có thể nương nhiều bộ công pháp Tô Vũ vừa đưa để áp chế một bộ phận lực đẩy, sau đó lại cố gắng khai mở thêm 12 cái khiếu huyệt, có lẽ chỉ cần tốn nửa năm, nửa năm sau, ông sẽ tu luyện mộ hợp khiếu pháp 36 khiếu của Tô Vũ, có lẽ khi ấy ông có thể hợp khiếu hoàn toàn. Trước đó mà tiến vào sơn hải cảnh, thân thể sơn hại, trong lòng Triệu Lập âm trầm cảm khái, có lẽ ta thật sự có khả năng trở thành một sơn hải chân chính mà không phải là ý chí lực sơn hải như bây giờ. Triệu Lập thở dài, không ngờ người mang tới hy vọng cho ông lại là tiểu tử Tô Vũ này. Ông không nhiều lời, tiếp tục tập trung cân nháp bộ hợp khiếu pháp 36 khiếu kia, một lần, hai lần, ba lần mặc dù chỉ kém vài cái khiếu huyệt, nhưng vẫn hao phí hàng loạt thời gian cùng công sức như cũ cả ông và tô vũ liên tục chứng kiến mô hình nổ thêm vài chục lần nữa mãi đến cuối cùng cả hai hồi hộp chứng kiến từng cái khiếu huyệt được thắp sáng dần lên một cái hai cái ba cái ba mươi bốn cái ba mươi lăm cái ba mươi sáu cái thời điểm toàn bộ công pháp vận chuyển hoàn thành mà không phát nổ tô vũ bỗng thấy cay cả sống mũi mà triệu lập ngồi bên cạnh thì thổn thức không thôi giờ khác này ông đã tin tưởng bộ công pháp của tiểu tử tô vũ hoàn toàn có ích tô vũ đã thật sự làm ra một bộ công pháp áp chế toàn bộ lực đẩy đối với đằng không. Đối với Lăng Vân thì có lẽ không áp chế được hoàn toàn, nhưng chắc chắn là sẽ có hiệu quả kinh người so với khi trước. Chương 768, Hoa Tâm công pháp này tên là gì? Sau ngô hợp khiếu pháp, Triệu Lập suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười mắng, "Hoa Tâm." Tô Vũ mờ mịt, "Khẽ nào?" Triệu Lập cười rộ lên, trêu chọc Tô Vũ, "Bất quá cũng không tệ." "Tiểu tử, cố gắng nỗ lực cho thật tốt, sau ngô biến thành ta ngô mấy hồi, ta nói cho ngươi biết, trao gai lớn của ngô nguyệt hoa rất được ta cực kỳ ưa thích nha đầu kia con đường tu luyện tới mà cuối cùng vẫn cần tìm một người có thể đi cùng ngươi lâu dài đôi bên sóng vai cùng một chỗ chiến đấu cùng nhau trở thành cường giả lang bạt tứ phương một gia đại nha đầu vô cùng có tiền chất tô vũ có thiên phú kinh người mà đối phương cũng thế bây giờ chỉ e nàng ấy đã bước vào lăng vân cảnh hơn nữa còn không phải là lăng vân bình thường mà là một vị yêu nguyệt có thể chiến lăng vân tứ ngũ trọng chờ đến khi tô vũ tiến nhập Lăng vân thì hẳn là đối phương cũng đã tiếp cận sơn hải thế hệ này của đám bạch phong triệu lập xem trọng nha đầu ngô kỳ ấy nhất kết đôi cho tô vũ coi như không tệ mối chút là gia đình ngô gia rất mạnh a à. mẫu nguyệt hoa đã là sơn hải bát trọng mẫu thân bà ấy còn là nhật nguyệt triệu lập nhận biết mẫu thân của bà ta cũng là một người phụ nữ có tình tình bao che cho người nhà rất nghiêm trọng như vậy thì tốt biết bao có được một vị nhật nguyệt chân chính bảo bọc tô vũ sẽ có thêm mấy phần bảo đảm an toàn Tực lực của ngô gia rất mạnh chờ ngô kỳ tiến nhập sơn hải nữa thì còn gì bằng và lại đừng quên ngô kỳ còn có người nhà của nàng ta nhà đầu này có cha có mẹ có gia gia có nãi nãi tất cả đều còn sống đây tô vũ đó giờ không nghĩ tới vấn đề này vô ý thức quên lãng đi mất hiện giờ nghĩ lại ngô nguyệt hoa thiên phú kinh người có thể vào sơn hải từ nhiều năm trước như vậy ca ca của bà ấy nghĩa là gia gia của ngô lam thì sao hai tỷ muội ngô gia cũng đều có thiên phú hơn người vậy cha mẹ của các nàng ấy thì sao ngô gia chính là một trong đỉnh cấp hào phú ở đại hạ phủ một gia tộc có một vị nhật nguyệt hai vị sơn hải ba vị lăng vân à không cộng thêm ngô kỳ thì hiện tại đã có bốn cường giả lăng vân và lại quan trọng là ba vị lăng vân kia đều đã sắp tiếp cận sơn hải gia đình như vậy quả thật chính là châu bò triệu lập vỗ về bảo vai của tên nhóc vẫn còn đang hồ đồ ngồi cạnh ông trong lòng bùi ngùi mãi thôi ngươi a vẫn nên tìm một chỗ dựa thật tốt mới được sư phụ là sư phụ sư tổ là sư tổ sư tổ chưa hẳn chỉ có một đồ tôn sư phụ cũng chưa chắc chỉ có một tiểu đồ đệ cái nhưng con rể cháu rể khả năng chỉ có một người duy nhất tiểu tử nỗ lực lên cưới được hai khuê nữ nhà ngô ra thì coi như ngươi sẽ kiếm lợi lớn gia nghiệp lớn như vậy sau này chẳng phải bọn họ đều để lại cho ngươi sao chỉ cần ra khỏi cửa không chọc hạ ra tại đại hạ phủ thì đại khái cũng chẳng thua lệch lắm đây chính là nguyên nhân cho tới bây giờ kẻ chuyên nhìn người khác bằng lỗ mũi ngô lang vẫn còn bình an vô sự đại khái là không nên trêu vào hồ thu sinh vạn minh trạch triệu thế kỷ những người này đều từng tiếp chuyện với cái lỗ mũi của nàng ta thế nhưng cũng không ai lấy làm lạ không có việc gì lớn thì gây sự với tiểu nha đầu đó làm gì Nay cả trung minh nhân cũng từng bị nàng vuốt sâu hồ qua mấy lần thế nhưng ông ta cũng chẳng muốn dây vào gia tộc nhà họ ngô ngô nguyệt hoa bấy lâu vẫn ít nhiều ủng hộ đa thần văn nhất hệ chuyện này thì ngô gia không tiện ra mặt nhưng ngô lam và ngô kỳ thì lại khác đó là hai viên ngọc báu của ngô gia đụng vào các nàng mấy vị trưởng bối của ngô gia chắc chắn sẽ ra mặt Tô Vũ giờ phút này hoàn toàn không có tâm tư gì nghĩ tới mấy chuyện nó. Mặc dù hắn nghe hiểu hết ý tứ của Triệu lập, nhưng cũng lười nói rõ nguyên nhân. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy hưng phấn vì đã vận hành công pháp thành công, có thể đi tìm Chu Hạo thử nghiệm xem sao rồi. Cái gì nữ nhân, cái gì tới cửa làm con rể cha hắn sẽ đánh chết hắn. Dù lúc Tô Long rời khỏi nhà, hắn đã giận dỗi lớn tiếng bảo chính mình sẽ bán nhà đi ở rể nhà người ta, nhưng đó cũng chỉ là ương bướn nói nhảm mà thôi. Tìm hào phú làm con rể ư? đừng nhìn cha hắn thực lực yếu mà lồng bảo đảm có thể đánh chết tô vũ nhìn đến cha mình tô vũ một mặt cảm khái cha hắn rất yếu bây giờ ngẫm lại thì có khi hắn chỉ cần dùng một quyền khụ khụ không thể nghĩ không được nghĩ tô vũ nôn nóng muốn đi tìm chu hạo hắn sốt ruột chờ không nổi muốn coi cậu ta nếm thử bộ công pháp này vạn thạch cảnh đang ở ngay trước mắt lão sư ta đi tìm chu hạo nói chuyện tô vũ còn chưa dứt lời đã nhanh chóng chạy biến mất triệu lập giờ khóc giờ cười ông cũng không nhiều lời dùng một quyền đập tan con khôi lỗi trước mặt sau đó dùng lửa đốt cháy toàn bộ xong xuôi ông hừ lạnh một tiếng kiểm tra bốn phía đạn nói họ vạn lần sau bớt dò xét ở chỗ ta đi ta đã giang bày cấm chế ngươi còn dám tra thật sự cho rằng ta không phát giác ra sao một lát sau một tiếng cười khẽ truyền đến hiểu lầm hiểu lầm ha triệu lập cười lạnh hiểu lầm sao ngươi gieo vật kia vào trong cơ thể tô vũ ta đương nhiên đã phát hiện từ lâu nói đi, rốt cuộc ngươi định vị hắn làm cái gì, bảo hộ tiểu tử đó mà thôi. Là bảo hộ hay giám thị hắn, ta không cần thiết phải làm như thế, tiếng cười nói tham thẳm của vạn thiên thắn sâu xa truyền tới, đối với thiên tài. Dĩ nhiên phải có nhiều hơn mấy phần bảo hộ, chỉ cần hắn không chạy loạn, không tùy tiện tiến vào lĩnh vực của vô địch thì ta tùy thời đều có thể cứu hắn ra, đây không phải là chuyện tốt sao, triệu lập không thèm để ý tới ông. Một bên dọn dẹp đồ vật, một bên thuận miệng hỏi. Những năm qua đến cùng là ngươi đang làm gì, Diệp Bá Thiên năm xưa chết kỳ quặc, ngươi còn dám làm loạn? Diệp Bá Thiên chính là ngũ đại, Vạn Thiên Thánh cười cười, đáp, không đặc biệt làm cái gì cả, bồi dưỡng học viên, uống chút trà, trồng chút hoa, dưỡng lão qua ngày mà thôi. Triệu Lập, tính tình ngươi vẫn bướng bỉnh như vậy, lúc nào mới chịu sửa đổi hả? Nếu ngươi thật sự muốn chữa trị thanh địa giai văn binh kia của ngươi thì ta hoàn toàn có thể giúp ngươi tu không cần. Triệu Lập cười lại, cắt ngang lời ông, không phải ngươi một đường, không cần ngươi tới bố thì ta ngươi không phải là kẻ tốt, hôm nay ta mà nhận ân huệ của ngươi, chắc chắn ngày mai nguyên khí bí cảnh của ta sẽ biến thành của ngươi, ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện đó, ngươi phải luôn nhớ. Là đại hạ văn minh học phủ thiếu nợ ta một cái nhân tình lớn, không giống thì muộn sẽ có ngày ta lấy lại nó. Vì Tô Vũ, không mượn ngươi xen vào. Vạn Thiên Thánh phì cười, nói, được rồi, tùy ngươi vậy, tính tình quả nhiên ương bướng, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ta lại không phải loại ngươi như vậy, ta là chân tâm muốn giúp ngươi ngươi lại không biết phân biệt tốt xấu, hơi thôi. thôi. Ngươi cứ tiếp tục kìm nén tại Lăng Vân đi, cô, triệu lập mặc kệ đối phương, Lăng Vân sao? Có lẽ rất nhanh ta liền có thân thể tiến nhập Sơn Hải, đến lúc đó, ta sẽ vả mặt ngươi cho ngươi biết, thôi bỏ đi, cái tên này không biết xấu hổ, có đánh cũng chẳng khác gì dã ngứa, lại thu thập một hồi, triệu lập nhị không được quát. Còn chưa chịu cút sao, im ắng. Ngửa ngày sau, triệu lập mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lão gia hỏa họ vạ quả nhiên thật mạnh lão đi khi nào ông hoàn toàn không biết vẫn là do ông quá yếu lăng vân cảnh trước kia cảm giác vẫn được a à. vân nhất không hiểu vì sao lại cứ có cảm giác mình ra thật rồi chương 769, trăm sáu ly gián dưỡng tính viên tô vũ cũng không ẩn giấu hành tung trời vẫn còn sáng hắn liền đi thẳng đến chỗ chu hạo ở trên đường tô vũ cũng vặc một vài học viên quen mặt đôi bên gật đầu chào hỏi một tiếng tô vũ vẫn đối xử hòa thuận gần gũi với mọi người tựa như sóng gió gần đây hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào đến hắn có người nhìn thấy tô vũ đi tới gõ cửa phòng chu hạo thì trong lòng không khỏi hồ nghi hai gia hỏa này lại cấu kết sao sở dĩ dùng từ lại bởi vì lần trước khi tham gia chiến đấu giành danh ngạch rất nhiều người tin chắc hai tên lưu bức ấy đã sớm ăn ý giao kèo với nhau bằng không sẽ khó mà ăn ý đồng lòng cùng một chỗ nghênh chiến chiêm hải như vậy kể ra cũng thật khó hiểu lần đầu tiên vừa gặp mặt thì hai người bọn họ đã quyết đấu một trận sinh tử sau này thì lại cùng nhau hợp tác rốt cuộc cả hai đã đạt thành hiệp ước gì người ngoài xem không hiểu tô vũ đương nhiên cũng sẽ không cố ý đi giải thích tùy cho các ngươi muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ về phần chu hạo thì hiển nhiên cậu căn bản mặc kệ những việc này mở cửa cãi tô vũ chu hạo hơi lui lại một bước mũi khẽ khụt khịt một cái thấp giọng nói ngươi giết người tô vũ nhíu mày tên kia sở hữu mũi chó a à? không phải là trước đó lây dính một ít máu lên thân thôi đã bao nhiêu ngày rồi thế mà ngươi còn có thể cảm nhận được mỗi người quá nhạy cảm rồi đó chu hạo thấy tô vũ phủ nhận thì mặc kệ cũng không nói thêm cái gì chỉ hỏi sang chuyện khác có việc sao đúng vậy chu hạo cũng không kiên rẻ nghe thế liền trực tiếp quay lưng đi vào phòng tô vũ đi vào sao vừa ngồi xuống liền mỉm cười hỏi giữa ban ngày ban mặt bị người ta thấy được ta đến đây thì liệu sư phụ ngươi có tìm ngươi về phiền toái không chu hạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn bình tĩnh đáp sư phụ ta đại nghĩa hơn ngươi nghĩ nhiều không tin lắm chu hạo không nói nữa không tin là chuyện bình thường dù sao thì hạ ngọc văn cũng không ưa gì tô vũ đôi bên là địch tô vũ tự nhiên sẽ cảm thấy y là tiểu nhân bất quá theo chu hạo hạ ngọc văn không tệ đến vậy nhưng mọi người quan điểm khác biệt cậu ta cũng không hứng thú đi sửa lưng tô vũ nói đi chu hạo nhìn hắn ngồi xuống rồi tự châm trà cho chính mình thì không khỏi câm nín ta và ngươi đâu có quen thân như thế và lại đây cũng đâu phải là nhà ngươi tô vũ tự rót cho mình chén trà nhấp một ngụm xong liền hỏi thẳng ngươi muốn đi theo chiến giả đạo hay là văn minh sư đạo không quan trọng mạnh lên là được đây chính là đáp án của chu hạo tô vũ gật đầu lại hỏi tiếp vậy ngươi cảm thấy chiến giả đạo hay là văn minh sư đạo có thể giúp ngươi cấp tốc mạnh lên chiến giả đạo chu hạo dứt khoát đáp vậy ngươi muốn tiến vào vạn thạch không chu hạo nhìn hắn trầm giọng nói thiên sơn quyết không có cách nào hợp khiếu bất quá không sao ta đang khai mở khiếu huyệt của chiến thần quyết hiện tại ta đã mở được 168 cái rất nhanh ta sẽ khai thông hết toàn bộ khiếu huyệt cần thiết của chiến thần quyết tô vũ có chút ngoài ý muốn ngươi khai khiếu được 24 cái rồi lần đầu tiên tô vũ gặp cậu ta cho tới bây giờ cũng mới chỉ hơn một tháng cái tên này thế mà đã mở được 24 nguyên khiếu tính ra thì coi như trung bình hai ngày một cái ồ chuẩn bị dùng chiến thần quyết để tấn cấp vạn thạch đúng vậy chiến thần quyết khai khiếu 108 cái hộp khiếu chỉ có 12 cái ngươi không cảm thấy quá yếu sao chu hạo khẽ nhíu mày không cả thấy hợp khiếu nhiều hay ít không có nghĩa là thực lực mạnh hay yếu ngươi nói sai rồi hợp khiếu nhiều thì đương nhiên nội tình sẽ tốt hơn chúng ta lại không phải là không thể hợp khiếu nhiều vì sao phải lựa chọn phương thức kém hơn mồ tô vũ phản bác chu hạo có chút buồn bực trầm trầm một lúc mới đáp thiên dân quyết không thể hợp khiếu mặt khác thiên giai thông pháp kỳ lão sư ta chỉ có khai thiên đao nhưng cái này không thể truyền thừa hạ gia không cho chỉ đơn giản như vậy thôi có hiểu không tô vũ bật cười trông ngòi thổi gió ngươi nông cạn vừa thôi lão sư ngươi khẳng định sẽ có không ít bản thiên giai công pháp khác chẳng qua là y không muốn truyền cho ngươi mà thôi nói thật ta còn có tới mấy bản lão sư ngươi không chỉ là cường giả lang vân mà còn là người của hạ gia y nói y không có thiên giai công pháp ngươi tin à chu hạo cứ như vậy nhìn hắn ta là không muốn nói chuyện chứ không phải là kẻ ngu ngươi thẳng thừng châm ngòi ly gián sư đồ ta như vậy mà coi được sao tô vũ cười ha hả nói đừng nhìn ta như vậy lão sư của ngươi và ta có thù ta nói xấu y vài câu không được chắc chưa cậu ta một câu xong tô vũ bèn háng dạo ban chuyện nghiêm chỉnh không nói nhảm với ngươi nữa nay ta tới đây là vì muốn tìm ngươi thí nghiệm một bộ công pháp có thể giúp ngươi hợp khiếu mà thiên sơn quyết đã khai mở hiệu quả đặc biệt tốt cái này ngươi không cần phải hoài nghi dĩ nhiên công pháp này vận hành đại khái là không có vấn đề thế nhưng ta nói thật ta mới chỉ thí nghiệm trên mô hình chưa từng để người nào thử nghiệm qua nếu ngươi đáp ứng thì ngươi chính là người đầu tiên không đợi chú hạng đáp lời Tô Vũ liền nói tiếp, ta chắc chắn trăm phần trăm là ngươi sẽ đáp ứng, thế nên bây giờ ta sẽ nói ra ba điều kiện. Ngươi nghe đây, thứ nhất, không được truyền công pháp này ra ngoài. Thứ hai, nếu ngươi đồng ý tiếp nhận lần này thì lần sau có công pháp khác, ta lại tới tìm ngươi thử nghiệm. Thứ ba, ngươi đã tù luyện công pháp của ta thì không được dùng nó để đối phó với ta hoặc là bằng hữu, thân nhân của ta. Tô Vũ dứt khoát nói, đáp ứng thì bây giờ ta liền dạy ngươi. Ngay tại đây thử một chút hiệu quả không đáp ứng thì thôi quên đi. Chu Hạo yên lặng, ngửa ngay sau mới ngập ngừng mở miệng, hai điều đầu thì không sao, nhưng điều thứ ba sư phụ ta thu ta về là để đối phó với ngươi. Tô Vũ phì cười, đắc, được thôi, đổi lại một chút, chỉ cho phép đối phó với ta. Vậy được chưa, ta không sợ, nói câu kém khách khí, ngươi vẫn còn yếu hơn ta. Nếu ngươi đã đoán được ta đã giết ngươi thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết đối thủ của ta là ai. Chu Hạo yên lặng một hồi, cuối cùng gật đầu, xem như đáp ứng đối với cậu ta. Tô Vũ vẫn có mấy phần tin tưởng. Loại người này đủ hung ác, coi thường mạng sống, thế nhưng lại để cao lòng tự trọng, không phải là kẻ mặt dày không biết xấu hổ. Đương nhiên, nếu như Chu Hạo chỉ giả vờ thì coi như Tô Vũ thua vậy, một bộ công pháp mà thôi, thật sự truyền ra ngoài thì hắn cũng chẳng tổn thất nhiều lắm. Tô Vũ nhìn chung quanh một lượt, mở miệng nói: "Nơi này không an toàn, đi tới sở nghiên cứu của ta đi, miễn cho bị người khác dò xét tra được." Ồ, Chu Hạo đứng dậy, cũng không nhiều lời hỏi Tô Vũ xem vì sao nơi đây lại không an toàn. Hiện giờ cậu ta chỉ quan tâm tới việc có thể hợp hiếu, khi đó, thực lực của cậu sẽ cấp tốc tăng cường, dù uy lực to lớn của Thiên Sơn quyết để tấn cấp vạn thạch cảnh, cái này so với những tu giả tu luyện công pháp thiên giai đỉnh cấp bình thường thì sẽ càng mạnh hơn rất nhanh. Hai người cùng đi ra khỏi cửa, trên đường gặp bất kỳ ai. Chu Hạo cũng không thèm để ý, cậu ta chỉ yên lặng đi theo sau Tô Vũ, không nói tiếng nào. Tô Vũ thì khác, hắn tủm tỉm cười trêu chọc tiểu gia hỏa sau lương. sư phụ ngươi hiện tại có lẽ đã nhận được tin tức rồi có lẽ y đang chuẩn bị giết chết ngươi chu hạo yên lặng hay nói chuyện với ngươi không có ý nghĩa gì cả thôi vậy nói cho ta biết số liên lạc của sư phụ ngươi đi làm cái gì nhanh lên một chút ta còn muốn làm y tức chết đây chương 770, kiếm tiền từ túi hạ ngọc văn chu hạo cầm nín hồi lâu sau mới đập lên một dãy số tô vũ lấy máy liên lạc ra cấp tốc bấm nút vài giây sau âm thanh lạnh nhạt từ đầu dây bên kia chuyển đến người nào xin chào lão sư ta là tô vũ đối phương trầm mặc một hồi cuối cùng mới cất tiếng có việc gì sở nghiên cứu nguyên thần của ta vừa khai phá ra một loại công pháp có tác dụng phụ trợ hợp khiếu có lẽ có thể giúp cho thiên sơn quyết hợp khiếu ta muốn mời chu hạo làm người thí nghiệm thế nhưng cần ngài đến thanh toán cho ta một phần phí tổng khai phá giải thôi tổng cộng năm điểm công hoan và lại chu hạo khôn được truyền thủ công pháp này ra ngoài ta cần lão sư cho ta một câu hứa hẹn hàng học văn hừ lạnh một tiếng lòng tham không nhỏ tô vũ phì cười đáp khẩu vị thật sự không lớn đâu mà lão sư nếu chu hạo thành công cậu ta có thể dùng thiên sơn quyết tiến vào vạn thạch cảnh thực lực của chu hạo thì ngài cũng đã biết đến vạn thạch cửu trọng thì địch phong hay bất kỳ ai trên bách cường bảng cũng chỉ là phế vật chu hạo có thể dùng ba quyền đánh chết vã và, và lại bên ngoài bây giờ mọi người đều đang đồn thổi những tin đồn không mấy tốt về lão sư ta nghe họ nói ngài chậm trễ tiền đầu học sinh của mình tuy rằng ngài là cường giả là thiên tài ngài đang chuẩn bị cạnh tranh chức vị phủ chủ nhưng đó chẳng qua chỉ là vì tư lợi hiện tại đối với học sinh của chính mình mà ngài còn bỏ mặc như thế ngài còn hy vọng sau này đại hạ phủ sẽ có người ủng hộ ngài sao tô vũ cười nói lão sư tông mắt phóng ra xa một chút đi không phải nói ngài cứ đến vô địch thì tự khắc chung quanh sẽ có một đống người trung thành đi theo ngài thực lực ngài ti mạnh nhưng nhân tộc có vô số vô địch ta dựa vào cái gì mà phải phủ phục nghe theo ngài nếu ngài thật sự trở thành phủ chủ đại hạ phủ cùng lắm thì ta rời khỏi đây nhân tài tới đâu cũng đều có người muốn ngài còn có thể giết hết toàn bộ nhân tài của đại hạ phủ sao thật sự cho rằng đến vô địch liền có thể muốn làm gì thì làm tô vũ lại phân tích tiếp hiện tại học sinh của ngài đang kẹt tại thiên quân cảnh có lẽ cần dùng chiến thần quyết để tấn cấp chậm trễ thời gian không nói thực lực cũng sẽ không bằng trước đó xem như phí phàm thiên phú lão sư Bây giờ ngài chỉ cần bỏ ra 5.000 điểm công huân, ta sẽ đổi lại cho ngài một cường giả ngày sau có thể giúp ngài chinh chiến tứ phương, trung thành tuyệt đối. Lai nghĩ thế nào? Hạ Ngọc Phân không lên tiếng, y yên lặng một hồi, thật lâu sau mới mở miệng nói. Thành công tấn cấp, ta sẽ cho ngươi. Lão sư, hiện tại ngài đưa thì chỉ cần 5.000 điểm công huân, đợi tới khi trăm phần trăm thành công, vậy thì lúc đó sẽ là một vạn điểm, tự ngài lựa chọn đi. Tô Vũ nói thẳng, dĩ nhiên, kỳ thật lão sư có thể bỏ qua cuộc gọi ngày hôm nay không cần thiết phải đưa tiền cho ta bởi vì chu hạo là đối tượng thí nghiệm rất tốt ngài không đưa tiền thì ta vẫn sẽ tiếp tục tìm cậu ta làm thí nghiệm bất quá đối với lão sư mà nói ngài đưa thì chính là thù lao ngài chi ra để giải quyết khó khăn cho học sinh của ngài ngài không đưa vậy chu hạo sau này thành công thì toàn bộ đều là công lao của ta ta cùng chu huynh đệ về sau sẽ là người một nhà quay đầu đánh chết lão sư lão sư chớ để ý sau lưng Chu Hạo im lặng nhìn chằm chằm vào giấy Tô Vũ, trong lòng bị đè nén, có điều vẫn không lên tiếng nói chuyện, mà Hạ Ngọc Văn ở đầu dây bên kia cũng đang tức giận kìm nén, y lạnh lùng hỏi: "Ngươi đang uy hiếp ta?" Lão sư hiểu lầm, Tô Vũ vô tội giải thích: "Ta chỉ là muốn nói cho Chu huynh đệ biết, lão sư của ngươi không tốt như ngươi tưởng tượng, ủng cho trước đó ngươi còn nói với ta. Lão sư của ngươi rất tốt, còn không cho ta nói xấu y. Nhìn xem, có vẻ là do ngươi quá đơn thuần, không nhìn thấu lòng người rồi." Hồ. Hà Ngọc Vân cười lạnh nói. Tô Vũ, miệng lưỡi bé nhọn không phải là chuyện tốt đâu. Lão sư, làm người thì phải có tấm lòng phóng khoáng, rộng lượng, nhìn việc đa chiều một chút. Từ khi nào miệng lưỡi bé nhọn lại thành chuyện xấu rồi? Đại hạ phủ chẳng lẽ chỉ cần biết đánh nhau, không cần đối ngoại đàm phán, không cần kiếm tiền làm ăn, không cần chấn an dân chúng sao? Cứ một mực cắm đầu chiến đấu là đủ rồi. Nếu lão sư thật sự nghĩ như thế, ta nghĩ vị trí phủ chủ này không tới phiên lão sư đâu chẳng lẽ ngài cho rằng cao tầng đại hạ phủ đều là những kẻ ngớ ngẩn chỉ biết nói chuyện bằng nắm đấm thấy ngài có thực lực liền giao chức vị phủ chủ cho ngài ta nói thật với suy nghĩ này mà để ngài làm phủ chủ đại hạ phủ lập tức sẽ rơi khỏi tam ba nhân cảnh lão sư cho rằng lời ta nói khôn có đạo lý ngài ngẫm lại xem trước đó ngài làm hại lão sư ta bị thương nặng như vậy ta có bao giờ tuyên bố cạch mặt lão sư cả đời không qua lại với nhau không ta còn giúp học sinh của ngài lấy được danh ngạch và bí cảnh hiện tại lại muốn giúp cậu ta tấn cấp. Lão sư không cảm thấy người như ta mới thích hợp với loại hình phụ tá lý tưởng mà ngài sẽ cần sao. Về sau nếu lão sư thật sự trở thành phủ chủ, ta nghĩ ngài nên cất nhắc ta vào vị trí hiện tại của hồ tổng quản. Ta cảm thấy ta rất thích hợp với chức vụ đó. Ta hoàn toàn đủ khả năng giúp đỡ lão sư thành lập được uy tín. Thậm chí có thể chưa dụ được địch nhân của ngài quy hàng dưới trướng. Ủi chắc trách nhiệm. Tô Vũ cảm khái nói. Gần nhất lão sư cạnh tranh thất bại ta cho rằng nguyên nhân mấu chốt nhất là vì ngài thiếu một vị phụ tá đắc lực, lão sư. Nên mời chào nhân tài càng nhiều càng tốt mới phải, đừng suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết. Ngài đã muốn học theo hạ phủ chủ thì cũng nên học toàn bộ điểm tốt của ngài ấy mới phải, chẳng phải hạ phủ chủ cũng trông cậy vào hồ tổng quản cầm lái sao. Hạ Ngọc Vân nổi nóng, hư một tiếng, lạnh lùng nói. Ta sẽ chuyển 5.000 điểm cho ngươi, đổi lại ngươi phải truyền thừa công pháp cho Chu Hạo, Tô Vũ. Đừng có kích thích ta. Và lại đây chỉ là một giao dịch chu hạo sẽ không mắc nợ ngươi cái gì hết không thành vấn đề tô vũ phì cười thoải mái đáp ứng được thôi cứ như vậy đi Vô dĩ ta và chu hạo cũng chỉ hợp tác dựa trên giao dịch ta cũng không hy vọng hắn thiếu nợ ta cái gì bất quá công pháp không được truyền ra ngoài lão sư ngài phải biết tại nhân cảnh này công pháp đều độc quyền không thông qua ta cho phép mà tư truyền thì ta hoàn toàn có khả năng cáo trạng ngài lão sư chớ vì một bộ công pháp mà tự ý hủy hoại thanh danh của mình dứt lời tô vũ mẫm nghĩ rồi lại bồi thêm một câu Mặc dù thanh danh của lão sư vốn cũng không được tốt lắm. Tô Vũ, đừng nhiều lần khiêu khích sự nhẫn nại của ta." Hạ Ngọc Văn lạnh giọng trả lời một câu, "Được được, ta nhận sai, là lỗi của ta." Tô Vũ vui vẻ nhận lỗi, cười ha hả nói, "Lão sư, ta sai rồi, ta không nên nói như vậy, lời thật thì khó nghe, có lẽ lão sư không thích, coi như ta nhiều chuyện đi, có điều ta vẫn muốn bổ sung lại một câu, lão sư thật ngốc a." À. Đơn thần văn nhất hệ rõ ràng có quan hệ mật thiết với Đại Chu phủ, lão sư thân ở Đại Hạ phủ, hơn nữa còn muốn làm phủ chủ, thế mà ngài còn cùng bọn hắn liên hệ qua lại hợp tác sao? Ngài không sợ hạ phủ chủ xuất quan, một đao bổ chết chính mình, đó là hành vi dẫn sói vào nhà đó. Cay, đạo lý đơn giản như vậy, đáng tiếc ngài lại không nhận ra. Cũng hơi khó hiểu là vì sao hạ phó phủ trưởng cũng chẳng nhắc nhiều ngài, là vì ông ấy cảm thấy không quan trọng hay là do ông ấy cho rằng hạ phủ chủ và hầu ra đều đại nhân đại lượng? không quan tâm tới mấy thứ này. Cá nhân ta thì không nghĩ như thế, đại hạ vương chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì khi đại chu phủ nhúng tay vào sự tình nội bộ của phủ ta. Người bên ngoài đều nhìn hiểu, sao ngài lại không nhìn ra, tô vũ trượt thấp giọng Ra vẻ hiểu chuyện bảo, à, là ta nông cạn, lão sư, có phải là do ngài cố ý dương đông kích tây hay không? Ngài muốn lẳng lặng hố đại chu phủ một phố hà, hạ ngọc văn trực tiếp dập máy thông tin, quá ồn ào, đúng là ra hỏa đáng ghét. Chương 771, xen trò vui tô vũ phì cười quay đầu nhìn thoáng qua chu hạo nhìn thấy chưa lão sư của ngươi đối với ngươi rất tốt trả tiền rồi thì sau này ngươi không cần lo thiếu ta nhân tình nữa về sau nếu muốn ra tay với ta thì cũng không cần băn khoăn ta cũng sẽ khôn hạ thủ lưu tình nên giết ngươi liền giết ngươi chu hạo yên lặng không nói gì đi một hồi bỗng nhiên cậu lên tiếng lão sư ta đã trả tiền ta đây tới làm thí nghiệm công pháp cho ngươi vậy thì ngươi nên thanh toán thủ lao cho ta Để tô vũ choáng váng ngươi thế mà sẽ có kẻ mặc cả với ta chu hạo bình tĩnh nói dưới tình huống bình thường giúp người ta làm thí nghiệm công pháp thì đều phải nhận được thù lao công pháp của ngươi là cơ mật đối với ta có chỗ tốt lẽ ra không cần thanh toán cho ta có điều lão sư ta đã trả tiền cho ngươi rồi nói rất hay rất có đạo lý tô vũ không có cách nào phản bác hắn suy nghĩ một chút lật đầu đáp ứng được thôi vậy ta sẽ truyền tịnh nguyên quyết làm thù lao đợi lão sư ngươi chuyển tiền đến ta sẽ bắt đầu truyền thụ cả hai công pháp cho ngươi nhưng ta nói trước toàn bộ chỉ giới hạn ở chính ngươi tu luyện như thế nào tốt chu hạo không hỏi công pháp đó là làm gì bất quá nghe tên đại khái liền hiểu hẳn là rất châu bò tô vũ mỉm cưới nhát nhở nếu ngươi dám chuyển công pháp của ta ra ngoài ta sẽ giết ngươi quang minh chính đại giết ngươi việc này thì đại hạ phủ chắc chắn sẽ không truy cứu ta nói trước rồi đấy chu hạo không nói gì tùy ngươi cậu không thích nói chuyện với Tô Vũ, đằng nào thì cũng nói không lại hắn, vậy thì dứt khoát không cần nói. Tới một ngày nào đó nếu thật sự phải đối diện nhau trên lôi đài, thế thì cứ đi lên giết thông khoái một trận là được, không cần thiết nói chuyện với tên này làm gì. Sở nghiên cứu nguyên thần, Tô Vũ đứng trước cửa, không khỏi cảm khái một phen, lắm lúc hắn cảm thấy kiếm tiền thật sự rất đơn giản, chỉ cần tìm đúng người, đúng đường là được. Hà Ngọc Văn là một người cực kỳ kiêu ngạo, quan trọng là lại còn có tiền, tình y đòi tiền, đại khái y sẽ cắn răng giao ra da. đương nhiên phải có lý do hợp lý đàng hoàng bằng không thì người ta dùng một đao chém chết ngươi không có lý do đó là cướp bóc có lý do đó là trao đổi ít lợi tô vũ vào cửa trong đại sảnh trịnh vân huy hà hồ vưu cùng trịnh minh đang tụ tập đánh bài tô vũ im lặng thở dài đây là ba phế vật của sở nghiên cứu chẳng biết làm gì chỉ biết mỗi việc chi tiền thấy tô vũ dẫn thao chu hạo hà hồ vưu cười ha hả nói Khái nào mang chu hạo đến đây là vì muốn thí nghiệm công pháp à những ngày gần đây bọn họ đã mang về sở nghiên cứu tới mấy chục bộ công pháp tô vũ muốn tìm chuột bạch là chuyện bình thường tô vũ gật đầu cũng không để ý tới cậu ta mà là quay sang dặn dò trịnh vân huy ngươi đi kích hoạt đại trận phòng me trộm đi trịnh vân huy giữ người vội vàng hỏi ngươi điều nghiên ra công pháp mới nếu là mấy bộ cũ thì không cần thiết phải cẩn thận như vậy ồ mấy người trong phòng đồng loạt ngừng tay lại nhìn hắn đừng làm rộng lúc này mới mấy ngày a à? Tiếp đó, cả bọn bỗng nhiên đều đồng tình nhìn về phía Chu Hạo, "Man nó, Tô Vũ thật đủ hung ác, công pháp mới nghiên cứu ra mà đã tiến hành thí nghiệm, chắc chắn là hắn khôn tự mình thử, mà là kéo Chu Hạo tới đây làm người đầu tiên chịu trận đây mà." Chu Hạo nguyên bản không cảm thấy gì, nhưng bây giờ bị mấy người kia thương hại nhìn chằm chằm, như thể đang nhìn một người sắp đi chịu chết, cậu trượt cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, hết sức khó chịu. Trịnh Vân Huy không biết giữ mồm giữ miệng, bô bô nói thẳng, "Tô Vũ ta biết ngươi y không ưa sư phụ của cậu ta và lại cậu ta cũng từng đối đầu với ngươi quan trọng chu hạo đích thực là người thí nghiệm rất tốt nhưng ngươi cứ như vậy hố chết đối phương thì không tốt lắm đâu coi như không chết người thì cũng mổ mất mấy cái khiếu khi đó chu hạo không quá ba tháng đừng hòng xuống giường nổi chậm chễ tu luyện là cũng đủ khiến cậu ta thống khổ rồi tô vũ cười tủng tìm đáp không có việc gì cậu ta xong đời rồi thì đối tượng thí nghiệm tiếp theo sẽ là ngươi trịnh vân huy không lên tiếng mẹ nó ngươi nghĩ gì thế ta đâu có ngốc ho nhẹ một tiếng, Triện Vân Huy cười già là nói, ta thì thôi bỏ qua đi, nhưng bên chiến tranh học phủ có không ít người sẽ tranh đoạt vị trí này đấy, có rất nhiều gia hỏa chuyên môn giúp người ta thử nghiệm công pháp, bọn họ không sợ chết. Chỉ cần đưa tiền là được." Tô Vũ mặc kệ lã, vừa dắt Chu Hạo đi xuống tầng hầm vừa nói. "Mau khai trận pháp đi." "Ồ." Triện Vân Huy lên tiếng. Mấy người hạ hồ Vưu thì tò mò đứng lên. "Bọn ta có thể quan sát không?" "Công pháp mới?" thật ra việc suy luận ra công pháp mới không có gì đáng ngạc nhiên. Tùy tiện làm ra mười mấy cái khiếu huyệt, tùy tiện tạo ra một con đường vận chuyển khác biệt, vậy cũng được tính là công pháp mới rồi. Về phần vận hành công pháp đó có làm chết người hay không thì không quan trọng, cho nên khi Tô Vũ nói hắn đã tạo ra một bản công pháp mới, mấy người bọn họ thật sự không quá kinh lạc, chỉ là cả đám đều tò mò muốn xem thử rốt cuộc hắn có làm nổ hết mấy cái khiếu huyệt của Chu Hạo hay không mà thôi. Rất nhanh, tất cả mọi người trong sở nghiên cứu đều đã chạy xuống tầng hầm, ngô gia thấy chu hạo liền hừ lạnh một tiếng sau đó lại hớn hở ra mặt nàng cảm thấy sư đệ đây là đang cố ý báo thủ rất tốt nàng chỉ thích như vậy có thủ thì nhất định phải báo chu hạo là kẻ ngốc đồng ý tới đây thử nghiệm công pháp mới của sư đệ đáng đời ngô lam bên cạnh lại cao mày lúc này mới có mấy ngày hiện tại liền thôi diễn công pháp mới thì liệu có ổn không chu hạo chết thì không sao then chốt là cậu ta xong đời rồi thì liệu chúng ta có bị lâm vào bình cảnh hay không ha hổ vưu cười ha hả đáp thử nhìn xem sao đã. Mấy ngày nay Tô Vũ nghiên cứu vô số công pháp, chính hắn cũng tự mình nếm thử không ít, hiện tại làm ra một bản thì hẳn là có thể có chút vấn đề, bất quá Chu Hạo khai khiếu nhiều như vậy, nổ mấy cái cũng sẽ không chết y được. Các ngươi đừng hù xạ cậu ta nữa. Bên trong phòng thực nghiệm, Chu Hạo cúi đầu, bồn bực không lên tiếng, ta nghe thấy hết rồi, phòng này không cách âm, các ngươi có thể im miệng được không? Lúc trước khi tới đây, cậu ta thật sự không hề lo lắng sợ hãi chút nào nhưng giờ phút này trong lòng chu hạo chợt dâng lên từng cơn bất an tô vũ cũng cảm thấy khó đỡ với đám thành viên đang lao sao ồn ào ngoài kia vội mở miệng trần an đừng lo ta đã nghiên cứu kỹ lắm rồi và lại chu hạo bây giờ còn chưa hẳn có thể vận dụng chưa chắc cậu ta đã mở ra hết những khiếu huyệt mà ta cần nói xong tô vũ đưa bản phát thảo sơ đầu khiếu huyệt qua cho chu hạo đoạn hỏi ngươi mở ra được bao nhiêu khiếu trong số này rồi chu hạo tiếp nhận nhìn lướt qua cậu khai khiếu 168 cái thì thật cũng không tính là ít, so sánh một thoáng liền đáp, chỉ có 26 cái là trọng hợp, còn có 10 cái chưa khai khiếu, nhiều như vậy, Tô Vũ nhíu mày, ngươi cần tốn bao lâu mới có thể mở hết, tối thiểu 20 ngày, ngạnh tu sao? Đúng vậy, Tô Vũ không tỏ thái độ gì, nhưng một đám người bên ngoài thì hoàn toàn câm nín, bọn họ bị đả kích. Để, ngươi cứ như vậy cứng rắn khai khiếu, chỉ cần 20 ngày là mở xong người cái, Tô Vũ lại chờ không nổi, mập mạc hụ hụ, cổ vưu ngươi giúp ta kiếm 5 địa nguyên quả tới có thứ này phù trợ thì chu hạo sẽ hay khiếu nhanh hơn hà hổ vưu kinh ngạc nhìn tô vũ nghiêm mặt hỏi ngươi chắc chắn chương 772, ta lưu danh sử xanh rồi hà hổ vưu kinh ngạc nhìn tô vũ nghiêm mặt hỏi ngươi chắc chắn thứ này lúc trước trịnh vân huy đã từng dùng qua chính là do lưu hồng đưa cho 500 điểm công hơn một quả có thể giúp người dùng mở ra từ 1 đến 2 khiếu huyệt then chút là giá cả quá mắc 5 quả trị giá tới hai năm điểm công hơn Chu Hạo mất khoảng 20 ngày để khai khiếu, tương đương với một ngày tiêu hết 125 công huân, phải biết giết một tên đằng không thấp trọng cũng chỉ được thưởng có 100 điểm mà thôi, lão sư của Chu Hạo ra tiền, không có việc gì. Tô Vũ muốn là hiệu suất, hắn không thèm để ý tới vụ này, 20 ngày quá lâu, hắn chờ không nổi. Trước đó hắn tìm Hạ Ngọc Văn đòi tiền cũng là vì áng chừng sẽ cần tiêu tiền trên người Chu Hạo. Chu Hạo yên lặng không nói. Hạ Hổ Vưu lại nghiêm mặt hỏi, ngươi đây là thật sự suy luận ra công pháp có giá trị, bằng không thì tô vũ điên rồi một bộ công pháp chơi chơi tùy tiện làm ra mà tiêu tốn mấy ngàn điểm công hơn cho chu hạo khai khiếu có đáng giá không ta chỉ quan tâm đến tốc độ mà thôi tô vũ thở dài nói ngươi giúp ta lấy đồ về nhanh lên một chút vốn dĩ bình thường chu hạo không cần đến những món đồ hỗ trợ tu luyện dùng tốc độ khai khiếu của cậu ta thì cũng đã đủ nhanh rồi nhưng có địa nguyên quả thì khả năng cao là đến buổi sáng ngày mai thôi cậu ta đã có thể khai khiếu hoàn tất 20 cái đen thời gian 20 ngày giảm xuống còn một ngày khai khiếu 10 cái, đổi lấy 2.500 điểm công hơn. Cuộc mua bán này rõ là thua thiệt, chỉ sợ cầu trong mắt tất cả mọi người thì Tô Vũ chính là kẻ có bệnh, sai tiền như nước. Nhưng đối với Tô Vũ mà nói, 20 ngày thật sự quá lâu, nếu có thể sớm chứng thực công pháp thành công ngay ngày mai thì con số 2.500 điểm công hơn không là gì hết. Hạ Hồ Vưu im lặng, cấp tốc bấm xuống một dãy số trong máy liên lạc, bàn giao vài câu, rất nhanh, tất cả mọi người trong tầng hầm đều nghiêm mặt, đây không phải là nói đùa, Tô Vũ nghiêm túc hắn thật sự muốn thử nghiệm công pháp mới cũng không phải là vì hố chu hạo hạ hổ vưu cúc máy ngập ngừng một lúc cuối cùng vẫn hỏi thẳng đợi chút nữa là địa nguyên quả sẽ được đưa tới đây tô vũ ta có thể quan sát ngươi thôi diễn toàn bộ công pháp này không tô vũ nhìn lướt qua mọi người một lượt mật đầu đáp đều ở lại xem đi cái nhưng ta nói trước tuyệt đối không được truyền ra ngoài người nào làm trái bị ta điều tra ra được thì đây chính là lần cuối cùng hợp tác về sau chúng ta giải tán mặt khác ta muốn nói rõ với các ngươi luôn nếu lần này chu hạo thử nghiệm thành công ta cũng sẽ không tùy ý truyền bộ công pháp này ra ngoài bởi vì ta vẫn còn có mấy phiên bản giảm bất hiệu quả những phiên bản đó có khả năng sẽ đem đi đấu giá hoang hóp tài chính để chúng ta tiếp tục nghiên cứu nhai tô vũ nói vậy sắc mặt mọi người trong tầng hầm đều trở nên hết sức ngưng trọng ngươi coi trọng như vậy sao hà hồ Vư cũng không nhiều lời lập tức đi vào phòng trong đoạt lấy sơ đồ phát thảo khiếu huyệt từ trên tay chu hạo cậu nhìn lướt qua một lượt cau mày nói 36 khiếu, có phải quá nhiều rồi hay không? Công pháp phụ trợ mà cần phải khai 36 khiếu thì đều là cực phẩm. Đúng, chính là cực phẩm, Tô Vũ tự tin nói. Nếu như thành công, vậy thì có thể trực tiếp áp chế tất cả lực đẩy. Đến lúc đó, việc hợp khiếu sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Một ngày hợp tam khiếu ngũ khiếu đều không thành vấn đề. Dù cho tu luyện khai thiên đao thì cũng chỉ mất 3 ngày liền có thể tu luyện xong địa nhất trọng. Trong vòng một tháng tiến vào vạn thạch cửu trọng, Hà Hồ Vư nhìn Tô Vũ như nhìn kẻ bại não. Ngại nó, lời như thế mà ngươi cũng nói ra miệng được ngươi thật sự cho rằng khai thiên đao của hạ gia là rác rưởi ta tu luyện suốt ngần vấy năm qua đến bây giờ cũng chỉ mới vừa hợp khiếu được 15 cái cái cuối cùng tối thiểu vẫn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới được ngươi nói ngươi trong vòng một tháng hoàn thành hợp khiếu tiến vào vạn thạch cửu trọng tô vũ mới mặc kệ cậu nghi ngờ tiếp tục nói đến lúc đấy ta sẽ kiến nghị tất cả mọi người chuyển tu công pháp tu thiên giai công pháp trước đó không tu thiên giai công pháp là bởi vì hợp khiếu quá khó thế nhưng bây giờ hợp khiếu không khó khăn nữa chỉ cần tu thiên giai công pháp thì thực lực sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều còn về phần thiên giai công pháp thì cứ tìm hạ gia là được hy vọng là hạ gia sẽ truyền thừa rộng rãi cho mọi người các thành viên nhìn chằm chằm tô vũ đứng đây nói chuyện không đau nhau à hai khiếu bộ không tốn thời gian sao hà Hồ vưu trầm ngâm lẩm bẩm nếu thật sự có thể bài trừ lực đẩy thì khi đó tu luyện đến vạn thạch rồi tiếp tục khai khiếu cũng không muộn hiện tại trước vào vạn thạch cửu trọng tạm thời khoan tấn cấp đàng không đến tiếp sau lại mở khiếu rồi lại hợp khiếu thì thực lực vẫn rất đáng gờm. đến cùng là thật hay giả, tô vũ thật sự đã điều nghiên ra một bản công pháp châu bò như thế sao? mùa lam đứng bên cạnh hiếu kỳ hỏi, đây là chính ngươi thôi diễn à? xem như vậy, ta còn tìm vài vị cường giả hỗ trợ, chủ yếu vẫn là nhờ các vị ấy thu thập tài liệu hữu ích cho ta, hơn nữa còn cho ta rất nhiều gợi ý hữu dụng. tô vũ tán dương một câu, rất nhanh lại nói, nếu công pháp thành công, ta đã nghĩ kỹ rồi chúng ta sẽ gọi nó là song ngô hợp khiếu pháp cho mọi người thấy rằng sư tỷ cùng ngô lam đã cống hiến to lớn như nào đối với bản công pháp này ta tin chắc nó đủ bản lĩnh để cải biến toàn bộ lịch sử tu luyện của cả nhân tộc lời này vừa nói ra hai nữ sinh trong phòng liền choáng váng song ngô hợp khiếu pháp những người khác cũng sững người ngươi xác định muốn đặt cái tên như thế thật sao sau một khắc mô gia mới từ cơn choáng váng tỉnh táo lạn nàng kinh hỉ thốt lên sư đệ ngươi thật sự muốn đặt tên như vậy đúng sư đệ ngươi thật là đáng yêu mua ra vui vẻ vạn phần chỉ thiếu điều lao tới ông trầm lấy tô vũ mà ngô lam thì vẫn đang lâng lâng trong cơn kích động tỉ tỉ hồ nái nái ta ta sáng tạo công pháp cải biến cả lịch sử tu luyện của nhân tộc ta lưu danh sử xanh rồi na dưỡng sờ đến ngây người giờ phút này hoàn toàn không còn biết mình đang suy nghĩ cái gì chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy mình quá lợi hại đây chính là sở nghiên cứu do nàng hóp công sức vào là địa phương có thể cải biến vận mệnh cả đời của chính nàng sau này sẽ không còn ai dám nói nàng chỉ biết cậy vào ngô gia nữa. Ta là thiên tài, ta sáng tạo ra bản công pháp có thể thay đổi quá trình tu luyện của cả nhân tộc, mà đám người tô vũ đều không nghĩ nhiều như hai tiểu cô nương kia, giờ phút này bọn họ chỉ quan tâm tới công pháp thành hay bại chứ chẳng ai quan tâm đến cái tên của nó. Rất nhanh, người của Hạ Hổ Vư đã đưa tới năm viên địa nguyên quả, tô vũ cũng không nói nhả, trực tiếp ném qua cho chu hạo, hấp thu nó rồi mau chóng khai khiếu đi, nguyên khí không đủ thì tới bí cảnh tu luyện cũng được, không cần. Chu Hạo liếm môi một cái, có chút hứng phấn nho nhỏ, cậu đã từng nghe nói qua về địa nguy quả, không nghĩ tới lại có thể một lần lấy được tận năm viên, rõ ràng Tô Vũ ôm kỳ vọng rất cao đối với bộ công pháp này, trước đó cậu còn hơi lo lắng. Trong nháy mắt toàn bộ đã tan biến, Tô Vũ hao phí cái giá lớn như vậy, hiển nhiên không phải là tùy tiện tìm cậu bùa dưỡng. Chương 773, uy thế của thái tử điện hạ Chu Hạo bắt đầu tu luyện, Tô Vũ cũng không lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp ngồi xuống cùng tu luyện hắn vẫn còn những khiếu huyệt trong số 36 cái chưa mở ra. Từ khi tu luyện cường thân quyết xong, tốc độ khai khiếu của hắn trở nên nhanh hơn hẳn. Tốc độ tu luyện của hai người này đều nhanh kinh người. Những người khác nhìn thoáng qua bọn họ, Chu Hạo thì thôi, cậu ta đa thôn phệ địa nguyên quả, cho nên tốc độ mau chóng là bình thường. Nhưng Tô Vũ thì đúng là yêu nghiệt, nguyên khí phụ cận đều đang bị hắn hấp thu. Quả nhiên kẻ khai khiếu hơn 300 cái đúng là đáng sợ. Một giờ, hai giờ tất cả mọi người giữ yên lặng, giải tán ai đi làm việc nấy. 15 tiếng sau. Chu Hạo đột ngột mở mắt, năm viên địa nguyên quả đã được cậu cắn nuốt hết toàn bộ, Tô Vũ cũng mở mắt ra. 15 giờ, hắn tiêu hao hàng loạt nguyên khí dịch, cũng đã mở ra thêm được hai cái khiếu huyệt, tổng cộng hắn đã khai khiếu 310 cái, mở xong chưa? Xong rồi, Chu Hạo phấn chấn đáp, địa nguyên quả có hiệu quả rất tốt, viên thứ nhất giúp ta mở ra ba khiếu, mấy viên sau thì hiệu quả kém một chút, đám người hạ hổ vưu trợn trắng mắt, mà nó Bọn họ đều đã từng dùng qua. Bình thường viên đầu tiên có thể khai khiếu hai cái đã là tốt lắm rồi rồi. Chu Hạo thế mà mở ra những ba cái. Tô Vũ không quản chuyện này, túc dục Chu Hạo vào việc chính. Khai khiếu đủ rồi thì ngươi mau vận hành công pháp thử đi. Ồ, Chu Hạo rất kích động, cậu ta cũng hồi hộp không kém gì mọi người trong phòng. Vì để biểu hiện ra hiệu quả, cậu ta liền chủ động thắp sáng khiếu huyệt lên một cái, hai cái trái tim mọi người cũng nảy lên theo từng cái khiếu huyệt của cậu. Có thể vận hành được hay khôn chính là cửa ải khó thứ nhất. Còn về phần công pháp có hiệu quả như nào thì phải xem Chu Hạo có thể thuận lợi vận chuyển chân chu một vòng 36 cái khiếu, huyệt không đã. Sau một tiếng, mặt mũi Chu Hạo đã tràn đầy mồ hôi, cậu vẫn còn chưa thể hoàn thành việc thắp sáng 36 khiếu huyệt liên quan. Tô Vũ trầm giọng nhắc nhở, "Đừng có gấp, chậm một chút, trước tiên cứ thắp sáng toàn bộ đã rồi hãng đem công pháp vận chuyển." Chu Hạo không nói gì, cố gắng lần lượt thắp sáng từng khiếu huyệt, lại qua hơn nửa giờ, tầm ầm một tiếng, toàn bộ khiếu huyệt cuối cùng cũng được cậu thắp sáng vận chuyển hoàn thành một vòng tròn 36 cái. Xong rồi, những người khác đều thấy mừng lây, mặc dù còn chưa thấy được bất kỳ hiệu quả gì. Nhưng thành công vận chuyển 36 cái khiếu huyện đã là thành công bước đầu, khoan bản về hiệu quả. Chỉ riêng điều này đã đại biểu rằng bản công pháp này không có gì sai sót, có thể sử dụng được, đi hợp khiếu đi. Dùng công pháp này để áp chế lực đẩy, Tô Vũ không vội mừng, vốn dĩ hắn đã có niềm tin là nó có thể vận hành, quan trọng là hiệu quả thôi. Ông, Chu Hạo gật đầu, sau một khắc, 16 cái khiếu huyệt trên thân lần nữa sáng lên. Đây là khiếu huyệt đệ nhất trọng của Thiên Sơn Quyết, 16 cái khiếu huyệt. Lúc bấy giờ có hai cái khiếu huyệt bị Chu Hạo cưỡng ép hướng về phía nhau, còn chưa tới gần thì những người khác trong phòng đã cảm nhận được một lực đầy đẻ ép. Đây là chúng nó đang mạnh mẽ bài xích lẫn nhau. Đúng lúc đó, Chu Hạo cao chật mày, 36 cái khiếu huyệt trước đấy chợt bùng lên, bạo phát ra một cỗ áp chế lực cường đại, thoáng một cái, hai cái khiếu huyệt của Thiên Sơn Quyết trực tiếp sát nhập đến cùng một chỗ. Đây không tính là toàn bộ dung hợp, nhưng cái này đã đại biểu cho lực đầy bị áp chế hiện tại chỉ cần Chu Hạo dành thời gian rèn luyện lại hai cái khiếu huyệt vừa nãy dung hợp chúng thực sự trở thành một thể là được rồi toàn bộ tầng hầm an tĩnh tới dạ người tất cả mọi người đều thấy được một màn mới rồi lực đẩy to lớn của hai khiếu thiên sơn quyến thật sự đã trực tiếp bị áp chế tiếng thở dốc của Chu Hạo ở bên trong phòng kính truyền ra không chỉ riêng cậu kinh ngạc mà bất kỳ ai có mặt ở đây cũng đều sững sờ điều này không có khả năng im ắng rung động giờ khắc này toàn bộ tầng hầm cực kỳ yên tĩnh chỉ còn lại có tiếng thở dốc kinh thán tất cả bọn họ đều tận mắt nhìn thấy lực đẩy to lớn trong cơ thể chu hạo đã biến mất triệu minh là nghiên cứu viên có thực lực mạnh nhất ở đây hiện giờ y mở to hai mắt mỉa há hốc không thể nào tin được những gì mình vừa thấy có phải ta đã nằm mơ rồi hay không có phải là ta chưa tỉnh ngủ đúng khẳng định là do tối hôm qua ta không nghỉ ngơi tốt mà đám người hạ hổ vưu thì đã rung động đến sự người không có lời nào có thể diễn tả được tâm tình lúc này của bọn họ sau một khác hạ hổ vưu đột nhiên trầm giọng quát phong tỏa nơi đây cậu nhìn về phía tô vũ lại nhìn mấy người khác nghiêm nghị nói việc này có quan hệ to lớn tô vũ ta lúc bấy giờ giọng nói của vị thái tử điện hạ này bỗng bất giác dâng lên một cỗ uy thế công pháp này tuyệt đối không thể ngoại truyền một khi truyền bá ra ngoài cái kia chính là phiến phức ngập trời lực đẩy hộp khiếu bị áp chế nếu truyền bá ra ngoài nhân cảnh thì có thể sẽ dẫn đến đại chiến phát sinh vì duy yếu thực lực của nhân tộc thậm chí vì chiếm lấy bộ công pháp này nói chung đó đều là phiền phức ngập trời tiêu trừ một chút lực đẩy là bình thường nhưng ngươi làm cho nó biến mất hẳn thì thật là đáng sợ tô vũ cũng không để ý cười nói không khoa trương như vậy đâu nói câu không dĩ ngay hai khiếu nhiều hay ít vẫn là do thiên phú của ngươi có vài người chỉ mở được 36 khiếu ngươi để cho hắn tu luyện cái này phải mở thêm 36 khiếu thì có hữu dụng không thời gian hợp khiếu cũng chẳng nhiều bằng mở thêm 36 khiếu đâu nói tóm lại bản công pháp của hắn chỉ thích hợp với thiên tài dùng để thiên tài tiết kiệm thời gian hợp khiếu hạ hầu vưu nhíu mày hơi chút nóng này mất bình tĩnh nói nói cao khó nghe tương lai của nhân tộc được quyết định bởi thiên tài thứ này vừa xuất hiện thì vô số thiên tài sẽ được hưởng lợi kẻ mở 36 khiếu mở 72 khiếu tương lai không có mấy hy vọng tiến nhập sơn hải như người mở 108 khiếu 144 khiếu tương lai bọn họ mới là sơn hải là nhật nguyệt là chủ lực của nhân tộc công pháp của tô vũ truyền ra ngoài cho dù bọn họ không chuyển tu công pháp thì cũng có thể giúp mọi người tiết kiệm thời gian mấy năm. Đây chỉ là cảnh giới vạn thạch, đến sơn hải thì sao? Có lẽ việc hợp nhất khiếu cũng có tác dụng lớn. Một khi nó hữu hiệu đối với cả sơn hải cảnh thì sự tinh liên cực kỳ khủng khiếp, rất nhanh nhân tộc sẽ sinh ra một nhóm lớn sơn hải cảnh, Tô Vũ trấn an, còn chưa tới mức độ kia đâu. Ta biết ngươi lo lắng, cường gia sơn hải có thể sẽ tăng nhiều, thế nhưng lực áp chế hợp khiếu sẽ không hiệu quả tốt như vậy đối với sơn hải cảnh, chỉ có thể nói hiệu quả không tệ, nhưng muốn nói trực tiếp giúp sơn hải trấn áp hoàn toàn lực đẩy như chu hạo mới rồi thì hẳn là không có khả năng vậy cũng thấy hạ hổ vư còn muốn nói tiếp tô vũ liền khoát tay yên tâm ta sẽ không chuyển ra ngoài nhưng mà hạ hổ vư nhìn về phía những người khác rất nhanh lại nhìn thẳng về phía chu hạo đột ngột nghiêm giọng nói hạ gia ta sẽ bắt đầu giám sát chư vị lập trọng điểm làm hồ sơ nếu tô vũ truyền cho mọi người ta biết mọi người cũng hiểu rõ bộ công pháp này đại biểu cho cái gì nghe thấy tô vũ liền cười hỏi ngươi muốn truyền về hạ gia chương 774, phụ thân ta là hạ long võ hà hổ vư thẳng thắn lật đầu ta sẽ truyền về tổ vũ ta biết ý tứ của ngươi ngươi cảm thấy chỉ truyền trong vòng tròn luẩn quần mấy người chúng ta thì chưa chắc sẽ tiết lộ ra ngoài nhưng truyền đến hạ gia bên kia thì có vẻ như đang làm lớn chuyện thế nhưng ta nhất định phải để bọn họ biết chuyện này không chỉ vậy bộ công pháp này ta muốn nói cho phụ thân ta nói cho nhị gia gia biết dĩ nhiên không được ngươi cho phép thì hạ gia sẽ không truyền ra ngoài giờ phút này cậu không tiếp tục ẩn giấu thân phận nữa. Can hệ trọng đại, cậu thật sự không nghĩ tới một cái sở nghiên cứu tưởng chừng như chỉ lập nên cho vui. Đành vẹn sau một tuần lễ lại có thể cho ra mắt một thành quán nghiên cứu kinh thiên động địa. Tô Vũ khẽ cười. Đắc, ngươi muốn báo về cho hạ gia, có thể, ta không ngăn cản. Nhưng khoản tiền đa thần văn nợ hạ hầu gia kia thì coi như xóa sạch nhé. Hạ hầu vư nhìn hắn, khoản nợ 300 ngàn. Xóa sạch, được, hạ hầu vư mật đầu. Như vậy thì hạ gia có thể truyền thụ Tô Vũ cười nhạt ngắt ngang lời cộng, truyền thụ, không, không cho phép. Ta chỉ cho dòng chính hạ gia dành dương lưu lại truyền thừa, còn lại thì không được, trừ phi là do chính ta đáp ứng. Dĩ nhiên, sau này ta chết rồi thì tùy cho các ngươi thoải mái mà truyền, cho hạ gia. Chẳng qua chỉ là yêu ái riêng mà thôi. 300 ngàn mà hạ gia ngươi muốn mua đất sao? Đừng nằm mơ, hạ hổ vưu trầm ngâm một hồi, khẽ lật đầu. Về sau phụ thân ta hoặc là nhị gia gia ta sẽ ra mặt cùng ngươi đàm phán. Hiện tại khoan bàn tới việc này, cậu nói xong thì lia mắt nhìn về phía những người khác hồ thu sinh là người nhà hồ tổng quản có thể yên tâm mua ra thì tạm được có tô vũ ở đó có thể yên lòng mua lam là người nhà họ ngô là hào phú của đại hà phủ vẫn có thể tin tưởng trịnh vân huy cái tên này hiện giờ đã choáng váng Hạ hồ vưu nhị không được quát trịnh vân huy ngươi mà dám loạn truyền ta sẽ bắt ra ra ngươi tự tay đập chết ngươi trịnh vân huy cực kỳ ủy khuất đệt ta nói muốn loạn truyền hồi nào ta chẳng qua chỉ biểu thị nỗi khiếp sợ cùng rung động của bản thân thôi mà xem ra hai vạn điểm công hơn mà ta đưa ra thật đáng tiền thanh chút là số công hơn ấy vẫn là do ta và tô vũ cùng nhau kiếm ta là đang đầu tư vào giới thiên tài a mặc dù không thể ngoại truyền nhưng quan trọng là gã không tốn một đồng nào từ trịnh gia mà lại có thể kiếm lời một bộ công pháp châu bò như vậy Và lại tô vũ còn nói sẽ bàn giao tịnh nguyên quyết cho trịnh gia lưu truyền trịnh vân huy nhìn về phía tô vũ trong mắt hiện lên kim quang đây không phải là người đây là tiền không đây không phải là tiền đây là cái cây dụng tiền của gã hà hổ vưu không quan tâm đến gã nữa cậu nhìn về phía hai người khương mục cùng chu hạo nói thẳng phụ thân ta là hạ long võ hai người yên lặng hà hổ vưu không còn cười to tách như ngày thường lúc bấy giờ cậu nghiêm mặt tông thanh lạnh lùng vang lên ta không biết tô vũ nghĩ như thế nào tại sao lại tin tưởng các ngươi sẽ không truyền ra ngoài tô vũ bĩu môi ta có nghĩ gì đâu ta cũng đâu quá tín nhiệm bọn họ ta chỉ đơn giản cho rằng truyền liền truyền thôi Nói thật, thứ này sẽ có trợ giúp rất lớn trong việc tăng lên thực lực của nhân tộc. Thế nhưng đối với Tô Vũ mà nói thì nó chỉ đơn thuần là một bộ công pháp mang tính chất phụ trợ. Hắn cảm thấy tác dụng cũng không phải là quá lớn và lại tối đa cũng chỉ hữu hiệu tới cấp bậc Sơn Hải. Còn chưa tới mức độ ảnh hưởng được đến cường giả vô địch. Sơn Hải dĩ nhiên là cường giả, ở nhiều khu vực có thể được xem là chúa tể một phương. Thế nhưng đối với vạn tộc thì Sơn Hải tuy mạnh, có điều lại chưa phải là kẻ có thể quyết định được hướng đi của vạn giới người chân chính quyết định được tất cả những thứ này chính là vô địch cảnh nói rất trọng yếu thì công pháp này đúng là rất trọng yếu nhưng muốn nói không trọng yếu thì bản công pháp của tô vũ đúng là chẳng thể khiến vô địch cảnh bùng nổ sức mạnh dù cho không có bản công pháp của hắn thì thiên tài trước sau gì cũng sẽ tiến nhập sơn hải đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi điểm khác biệt duy nhất là hắn có thể giúp bọn họ tiết kiệm được thời gian vài năm hà hổ vưu đương nhiên không giác mộ giống tô vũ cậu vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc nói tô vũ tín nhiệm các ngươi không có nghĩa là ta hay hạ gia cũng thế đương nhiên không phải hạ gia không muốn đề thăng thực lực của nhân tộc có điều có rất nhiều thứ phức tạp không phải nói cứ truyền thừa ra ngoài liền có thể thoải mái truyền đi được chúng ta cần phải cân nhắc rất nhiều phương diện vì sao có rất nhiều công pháp hữu ích mà cầu tác cảnh cùng chiến thần điện đều không truyền ra ngoài điểm này không cần ta nói hẳn là mọi người đều có thể tự hiểu nhân tộc cũng không phải một lòng bền chắc như thế. trong số chúng ta vẫn còn có không ít kẻ bại hoại vạn tộc vẫn đang ngóc nghe nhân cảnh bọn chúng không hy vọng chúng ta quật khởi không hy vọng chúng ta trấn áp chư thiên vạn giới, cho nên bọn chúng sẽ cản trở, sẽ quấy rối, hiển nhiên chiến tranh nổ ra thì nhân tộc cũng không sợ vạn tộc, nhưng một thứ vốn dĩ được làm ra là để tăng cường thực lực cho nhân tộc, kết quả lại vì nó mà xuất hiện tình cảnh chiến tranh làm hao tổn thực lực thì đúng là việc không đáng giá. Những cường tộc như thần ma đều luôn muốn tìm mọi cớ để áp chế chúng ta, chúng ta muốn phản kích thì cũng phải cân nhắc tới hậu quả, rất nhiều thứ, không phải cứ nói chúng ta nhất định phải làm liền có thể làm được. Cậu nói rất nhiều, Khương Mục ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng mới cất tiếng. Ý của người ta đã hiểu, bản thân ta cũng không nghĩ tới Tô Vũ lại trực tiếp cho chúng ta chứng kiến bản công pháp này, ban nãy gã thật sự bị chấn động, vừa kinh diễm vì hiệu quả của công pháp, lại vừa kinh ngạc vì Tô Vũ quá hào sảng. Công pháp trâu bò như thế mà cứ tùy tiện để bọn họ cận diện quan sát, lã cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào, có chút cảm động, có chút bất đắc dĩ. Tô Vũ mà giấu luôn công pháp đi là chuyện bình thường, nhưng hắn chẳng những không làm thế, ngược lại còn có ý định cho bọn họ tu luyện đã vậy thì hạ gia lo lắng hiển nhiên là có đạo lý. chu hạo nhìn qua chỗ hạ hồ vưu lại nhìn về phía tô vũ họ lòn đáp không truyền cậu không biết nên nói gì như sao thì đáp nấy trong lòng hạ Hổ vưu cực kỳ bất đắc dĩ đây là công pháp do tô vũ sáng tạo ra chứ không phải do cậu sáng tạo tô vũ đúng là đồ hỗn đả ngươi cũng nên cẩn thận một chút đi công pháp gì cũng đều phơi bày ra cho mọi người biết là sao cậu sắp tức giận đến chết mất tô vũ đương nhiên mặc kệ tiểu mập mạp hắn quay sang hỏi chu hạo ngươi cảm thấy toàn bộ lực đẩy đều bị áp chế sao? Vẫn còn có một chút, không quá rõ ràng. Quả nhiên. Tô Vũ tiếc muối thở dài, đến đằng không, Lăng Vân. Sơn Hải thì lực đầy sẽ càng lớn hơn một chút, lực áp chế của bản công pháp này vẫn không đủ, chỉ mở có 36 khiếu mà muốn áp chế lực đẩy khi Sơn Hải hợp khiếu là việc quá khó. Ta nghĩ ít nhất cần phải mở 72 khiếu mới được, đáng tức bản công pháp 72 khiếu thì ta còn chưa nghiên cứu ra, im áng mấy người hạ hổ vưu dồn dập nhìn tô vũ thậm chí suy nghĩ muốn bóp chết người cũng đều có ca ra ra ngươi thế mà còn ghét bỏ bản công pháp này à ngươi một vừa hai phải thôi đúng lúc ấy mưa lam bỗng nhiên rụt rè lên tiếng nếu đã không được truyền ra ngoài vậy thì cái tên công pháp còn được tuyên bố với người ngoài không hạ hổ vưu vô lực thật sự muốn chửi bậy nha đầu thối đến lúc nào rồi mà ngươi còn lấn cấn vụ này chương bảy trăm bảy mươi lăm đây là tiếng người nói sao tô vũ nhị không được phì cười được chứ, không có việc gì. Trong tay ta vẫn còn phiên bản cắt giảm, cộng thêm cả bản chu hạo vừa tu luyện thì tổng cộng ta có 3 bộ. Phiên bản thứ nhất chỉ khai khiếu 18 cái, đại khai có thể áp chế 1 phần 3 lực đẩy. Phiên bản thứ hai thì cần khai khiếu 32 cái, để ta nghiên cứu lại. Có lẽ vẫn còn có thể tinh giản một phen, có lẽ chỉ cần khai khiếu 30 cái là đủ rồi. Nó sẽ áp chế chừng 2 phần 3 lực đẩy mấy người trong phòng dưỡng sờ nhìn Tô Vũ. Rốt cuộc ngươi đã làm gì trong một tuần lễ vừa rồi? Triệu Minh điên cuồng hỏi. Tô Vũ, làm sao ngươi làm được tô vũ cũng không giấu giếm cải mái phô diễn một phiên thần văn hình ngọn lửa ra sau một khác hắn hệt như người trí tuệ khổng lồ toàn thân trên dưới đều tản mát ra hào quang của tri thức trên mặt nở nụ cười rượu quang bắn khắp bốn phương bởi vì ta chính là trí giả thần văn của ta đã khai mở trí tuệ chi quang giúp ta thông suốt nhiều thứ hơn tiếp thu kiến thức cũng dễ dàng hơn hắn tùy ý chém một chút đám người triệu minh lại sửng sốt đến ngây người thần văn của ngươi giúp tăng cường khả năng lĩnh ngộ tri thức ánh mắt của lão sư bất phàm tô vũ thu hồi thần văn chữ hỏa mỉm cười nói đúng là như vậy bản thân ta chính là thiên tài cộng thêm thần văn hỗ trợ hơn nữa còn có các vị phối hợp chỉnh lý tư liệu mà chúng ta thu thập được phối hợp với phương pháp rút ra thiên phú kỹ của nhất hệ nhà bọn ta đào ngược suy luận một chút liền tìm ra được thiên phú của vạn tộc cho nên ta mới điều nghiên ra được bộ công pháp mà các ngươi vừa chứng kiến nói cách khác thần văn của ta chính là bảo bối giờ khác này hạ hổ vưu nhị không được hâm mộ nói nếu sau này ngươi chết nhất định phải chế tạo nó thành thần vân vĩnh hằng rồi truyền thừa xuống chắc chắn nó sẽ là siêu cấp bí cảnh đủ để cho hết thảy tu giả điên cuồng cậu thật sự tin những gì tô vũ nói ngươi lĩnh mộ được nó từ trong bản ý chí chi văn nào vậy trịnh vân huy tò mò hỏi tô vũ lắc đầu không phải ý chí chi văn là ngày đó ta quan sát quá nhiều bản công pháp hỗn loạn phát hiện rất nhiều công pháp cùng chất hóa nghiêm trọng về sau sinh ra một chút ý nghĩ táo bạo là tự nhiên đản sinh các ngươi có tin không Hạ Hầu Vưu gật đầu, ánh mắt Triệu Minh cũng tỏa sáng, "Tin, Tô Vũ, ngươi đúng là yêu nguyệt. Không nghĩ tới thần văn có chức năng phụ trợ bá đạo như thế mà ngươi lại lĩnh ngộ được, ngươi quả nhiên không tầm thường." Khương Mục cũng gật đầu phụ họa, "Ta cũng biết, ta đã từng đọc qua chuyện như vậy trong một bản du ký, năm xưa cũng từng có người tự nhiên lĩnh ngộ được thần văn không thông qua ý chí chi văn, chỉ là không nghĩ tới ta lại có thể tận mắt chứng kiến được một màn này. Đúng là thiên phú đáng sợ, Tô Vũ mới có thực lực gì, mới hiểu biết được bao nhiêu thứ." thế mà hắn lại tự lĩnh ngộ được thần văn thần văn chữ hỏa của hắn có đủ loại năng lực khó tin tô vũ mỉm cười quả thật ngày đó là hắn tự nhiên lĩnh ngộ được thần văn chữ hỏa nước chảy thành sông tự nhiên sinh thành rất nhiều người đều cảm thấy kiến thức của tô vũ kém cỏi trên thực tế những năm qua hắn đã đọc không ít sách vở và lại hắn còn nắm giữ vô số công pháp y chi chi văn văn quyết thần quyết có thể nói ở đại hạ phủ này kẻ đã đọc nhiều như hắn đương nhiên là có thế nhưng có thể xem qua đa dạng công pháp của đủ loại chủng tộc như hắn thì hẳn là chỉ đến trên đầu ngón tay sách họa màu vàng kim đã mang đến cho tô vũ quá nhiều bảo vật hắn biết rất nhiều công pháp của chư thiên vạn tộc thậm chí còn tự mình thể nghiệm không ít điểm này những người khác chưa chắc đã làm được như tô vũ mà đa thần văn nhất hệ vốn dĩ là một đám người có kiến thức rộng rãi và thiên phu kinh người bạch phong trần vĩnh hồng đàng bao gồm cả triệu lập khi trao đổi với tô vũ đều là những vị thấy nhiều hiểu rộng cho nên lần này Tô Vũ mới có thể tự mình suy luận ra bản công pháp 36 khiếu. Mặc dù hắn tham khảo rất nhiều công pháp của vạn tộc, hơn nữa cũng là do hắn xào nấu lại một lượt công pháp có sẵn. Nhưng việc có thể suy luận ra những khiếu huyệt nào nên giữ, khiếu huyệt nào nên bỏ và nghiên cứu ra vòng di chuyển vận hành của 36 khiếu huyệt thì đúng là năng lực đáng hùng của chính hắn, Tô Vũ cười nói. Ta nghĩ đệ nhất bản có thể công khai hoàn toàn, đệ nhị bản thì chỉ nên truyền thừa cho thiên tài, bản mới rồi thì chỉ giới hạn ở các ngươi các ngươi không được truyền ra ngoài về việc ta muốn truyền cho ai khác thì đó là việc của riêng ta mấy người dồn dập gật đầu như đây đã quá đủ để bọn họ rung động và thỏa mãn hà hổ vư bỗng nhiên ai oán nói tu luyện cái này xong thì có phải rất nhanh mọi người liền tấn cấp lên vạn thạch cửu trọng hay không cứ nghĩ đến việc trước đây cậu hao phí vô số thời gian và tinh lực mới dung hợp được 15 cái khiếu huyệt thì bỗng dưng cảm thấy cảm thấy còn không bằng chính mình cứ thỏa sức ngủ một giấc đi sau đó nhàn nhã chờ tô vũ đưa ra bản công pháp này là được rồi Tô Vũ phì cười, nào có nhanh như vậy, ngươi cũng thấy hiệu quả khi Chu Hạo dung hợp rồi đó. Lực đẩy gần như không có, kỳ nhưng còn phải tiếp tục dung hợp, dung hợp một khiếu, tối thiểu phải mất 3 đến 5 tiếng. Tô Vũ tính toán một thoáng, rất nhanh liền nói. Một ngày tu luyện 6 giờ, hoặc là 8 giờ thì có thể dung hợp từ 2 đến 3 cái khiếu huyệt, một trọng phải dung hợp 15 khiếu huyệt, tính ra thì cần mất 5 ngày, Tô Vũ thở dài nói. Nói như vậy, muốn tới vạn thạch cửu trọng thì tối thiểu cũng phải tốn từ 1 đến 2 tháng đây là trong tình huống chúng ta tu luyện liên tục tài nguyên không thiếu những người bình thường khác thì tối thiểu cũng phải tốn vài tháng đi nửa năm cũng có thể hơn nữa còn phải khai khiếu đủ 36 cái còn gì ta và chu hạo đã bở ra rất nhiều khiếu huyệt nên mới tu luyện nhanh như vậy cậu ta chỉ thiếu có 10 cái nhưng những người khác khả năng sẽ thiếu những 20 cái thậm chí 30 cái có nghĩa là bọn họ còn phải tốn không ít thời gian khai khiếu nữa tô vũ tổng kết lại tính ra thì hẳn là phải mất một năm cho nên trên thực tế bản công pháp của ta cũng chỉ có tác dụng tiết kiệm cho người một hai năm mà thôi, không có gì đáng chú ý. Ngại nhà ngươi, đây là tiếng người nói sao? Con đường tu luyện gian nan vất vả, nếu có thể tiết kiệm cho tu giả mấy năm thì có thể xem là không có gì được à? Ngũ chi, hai khiếu nhiều thì rõ ràng cũng sẽ tăng cường thực lực lên, kéo dài sức chiến đấu. Sau những cái này ngươi không lịch kê ra. Nếu đã là thiên tài, bảo bọn họ mở nhiều thêm người mấy 20 cái khiếu huyệt thì bọn họ đều nguyện ý nguyên bản dưới tình huống bình thường thì thiên tài của chiến tranh học phủ cũng bị khựng lại hai ba năm khi ở vạn thạch cảnh còn chưa hẳn có thể toàn bộ dung hợp hết thầy khiếu huyệt hiện tại ngươi giúp bọn họ có thể trong một năm liền hoàn thành việc hợp khiếu trực tiếp tiến cấp trở thành vạn thạch cửu trọng cái này mà vẫn tính là không có gì dung hợp được hết toàn bộ khiếu huyệt thì sau này tiến vào đàng không lang vân hay thậm chí sơn hải cũng đều đơn giản hơn cái này ngươi cũng tính là không có gì không quản nhiều như bọn họ tô vũ mở miệng nói công pháp trước mắt xen ra là thành công cụ thể như thế nào thì phải chờ một thời gian nữa đã chờ chu hạo dung hợp hoàn toàn rồi lại nói mọi thứ hiện tại chẳng qua mới chỉ là bắt đầu chu hạo gật đầu trong lòng cực kỳ phấn chấn ta có khả năng đến vạn thạch dùng thiên sơn quyết làm cơ sở để tiến vào vạn thạch so với dự tính lúc trước của cậu thì thật sự tốt hơn nhiều lắm chương 776 ta muốn đánh chết nha đầu ngô lăng chu hạo thì hào hứng tô vũ thì quá mức thản nhiên hà hồ Vư bên cạnh lại vô cùng đau đầu cậu thật sự không hề yên lòng về mấy người trong phòng thí nghiệm này chút nào. Hà Hồ Vưu không khỏi nhắc lại lần nữa. Mô Lam, Mô Gia Sư Tỷ, các ngươi không được loạn truyền, thật sự sẽ chết người đấy. Thiên phú của Tô Vũ quá mạnh, một khi truyền đi, hắn có thể sẽ bị một vài cường giả đỉnh cấp để mắt tới. Đến lúc đó, nhất định sẽ có không ít ánh mắt đổ dồn vào nghiên cứu nguyên thần khiếu của chúng ta. Hiện tại đa phần mọi người đều ôm thái độ nửa khinh thường nửa chờ xem chuyện vui, nhưng nếu tô vũ truyền bá kết quả hợp hiếu ngày hôm nay ra ngoài mọi người còn coi thường sở nghiên cứu của hắn nữa sao tối thiểu sẽ có mấy phần tin tưởng hắn chính là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu này thiên tài tu luyện khác với thiên tài nghiên cứu thiên tài tu luyện chỉ là chuyện của cá nhân một người ngươi có giỏi đến đâu siêu việt vô địch tới cỡ nào thì một mình ngươi cũng không thể thay đổi cục diện toàn bộ liên cảnh nhưng thiên tài nghiên cứu thì khác những thành quả ngươi đưa ra có thể ban ơn cho cả nhân loại một mình ngươi có thể hỗ trợ sản sinh ra vài vị thậm chí là hơn người vị vô địch đến lúc đó tô vũ liền gặp phiền phức lớn rồi tô vũ phì cười thoải mái đáp lúc cần thiết vẫn phải nên thể hiện ra thiên phú của bản thân mình mới được bằng không thì ta chỉ là một kẻ tầm thường đa thần văn nhất hệ thu một đệ tử tầm thường hà hầu vưu ngươi kết giao với một bằng hữu tầm thường đây mới là việc bất thường cho nên cứ xem thời điểm thích hợp đem bản xong mô hợp khiếu pháp khai chiếu 18 cái đi đấu giá đi cũng có thể vong góp được không ít tài chính cho sở nghiên cứu của chúng ta hắn còn chưa dứt lời trịnh vân huy đã hét lớn Trịnh gia mua, ta lập tức xuất tiền. Hạ Hồ Vưu trừng mắt liếc gã một cái, Hồ Thu xin cười tủm tỉm gật đi, Hồ gia còn có tiền hơn so với Trịnh gia, ngươi, thứ này nếu bắt được tới tay, nắm quyền truyền bá độc quyền thì chính là núi vàng núi bạc, có khả năng ban ơn cho mấy đời người. Tô Vũ lại không có tâm tư ấy. Hắn chỉ muốn kiếm càng nhanh càng tốt, cho nên hắn mới muốn đem nó đi đấu giá. Bằng không hắn hoàn toàn có thể dựa vào ba phiên bản của song mô hợp khiếu pháp từ từ kiếm tiền cả đời tô vũ có khả năng dùng nó để dưỡng lão truyền thừa tiếp chỉ cần nhân cảnh bất loạn tô ra hắn không sớm thì muộn cũng có thể phát triển thành hào phú một phương không cần tô vũ phải lao tâm khổ tứ khiến bản thân mạnh mẽ lên như bây giờ nhưng đó không phải là mục đích của hắn hà hồ vưu nhịn không được nói ta thấy để hạ Gia nắm quyền truyền bá là tốt nhất tô vũ ngươi nẫm lại xem những người này tuy đều xuất thân từ đại gia tộc nhưng có ai so được với hạ gia ta ta sẽ bảo nhị gia gia lập tức tới tìm ngươi cho đến tận lúc này Kẻ phản ứng chậm mất mấy nhịp ngô lam mới chợt giật mình bàng hoàng thốt lên nhì ra ra của ngươi là hạ hầu gia hạ Hổ vưu cơm nín đúng là nha đầu ngốc nghếch ta đã nói nãy giờ rồi hiện tại ngươi mới nhận ra sao nhi tử của hạ phủ chủ là ngươi biểu cảm của ngô lam dường như có chút sụp đổ nàng nhìn về phía hạ hổ vưu gương mặt tịch vọng rõ rệt hạ hổ vưu thấy vậy thì hết sức bất đắc dĩ ngươi có ý gì a à? ngô lam lẩm bẩm nói sao ngươi không giống phủ chủ trước đó gia gia của ta còn nói hạ gia muốn kết thân với nhà ta ta còn đang suy nghĩ nếu như nhi tử của hạ phủ chủ giống với ngài ấy thì may mà nàng vẫn chưa nhận lời nữ nhân ít nhiều đều xen trọng dáng vẻ bên ngoài mà hạ hổ vư thật đúng là đã làm cho người ta suy sụp không phải nói cậu quá xấu vô dĩ ngoại hình của cậu không hề khó coi chỉ là có hơi trắng nõn ngân ngấn Mốc màng một tí có điều ai nhìn vào cũng thấy hạ phủ chủ cực kỳ bá đạo vô song cao to uy nghi như kiểu gì thì cũng thấy con trai của ngài ấy tuyệt đối không thể quá kém so với cha mình được cho nên càng kỳ vọng nhiều bao nhiêu thì lại càng thất vọng nhiều bấy nhiêu hà hổ vưu thấy vẻ mặt khó coi của mô lam thì suýt nữa đã tức tới phát ngất mẹ nhà ngươi ta xấu như vậy sao ta mà giảm cân về đi một chút thì trông y hệt như bản sao của cha ta đấy ta hạ hổ vưu bỗng rất muốn khóc ta vẫn là lần đầu bị người ta khinh bỉ ra mặt như thế ta muốn đánh chết nàng ta thôi được rồi phì phui cái mùng đánh chết nhà đầu đáng ghét đó thì ngô gia nhất định sẽ tạo phản tô vũ bật cười không vội cạnh tranh công bằng đi không phải ta có tổng cộng 3 phiên bản sao bản cao cấp nhất thì không bán hai phiên bản kia thì tách ra mà bán sau này hồ tổng quản trịnh phủ trưởng hà hầu ra những người này đều có thể tụ tập cùng một chỗ uống chút trà tâm sự nói lại với họ là được làm ăn các ngươi cho là ta thật sự không biết à một bộ công pháp ta sẽ bán 3 lần được rồi bản cao nhất thì không bán, bán hai bản cũng đã không tệ rồi. tô vũ lại nói, bản thứ ba thì hạ gia có thể để dành riêng, không được chuyển má. so sạch món nợ ba trăm ngàn công hoan là được. việc này không cần thương lượng lại nữa đâu, bằng không hạ gia cũng không thể dành riêng công pháp của ta. Hạ hổ vương ngẫm nghĩ một lúc chợt lên tiếng, ngươi không sợ hạ gia cướp của ngươi là? ngươi muốn nói là ngươi hay hạ gia? tô vũ tức giận mắng, hạ gia mà hành xử như vậy, đại hạ phủ lên sớm xong đời hà gia thân là thống lĩnh của một phủ đương nhiên phải hiểu rõ điều gì khiến cho một quốc gia cường thịnh được a à. các ngươi muốn thì cứ cướp ngang một bộ công pháp của ta không có gì cả có điều trừ phi giết ta bằng không thì về sau chúng ta coi như đường ai nấy đi ta chỉ có một thân một mình hắn nói tới phủ đệ khác cũng chẳng tốn mấy thời gian hà hồ vư lùng tùng nói đường mà ta chỉ đùa một chút hạ ra chúng ta thành tín kinh doanh không ai dám làm chuyện này thật sự cho rằng tổ gia gia cùng cha ta sẽ bằng quang mặc kệ cho ta làm cả sao đại hạ phủ chính là dựa vào hạ gia chống đỡ đầy trên làm dưới theo phía trên mù làm phía dưới đã sống loạn tô vũ cũng lười nhiều lời nhìn thoáng qua chu hạo rồi giận dò mấy ngày tới ngươi ở lại đây đi đường ra ngoài miễn cho bị người khác nhìn ra trên người ngươi có điểm không thích hợp cả hai phiên bản kia đều không thể có hiệu quả hợp khiếu giống vậy thời gian này ngươi cũng đừng nên gấp gáp hợp khiếu cứ chậm rãi mở nhiều thêm mấy cái khiếu huyệt càng tốt nếu ngươi không vội tấn cấp, có thể thử mở 360 khiếu huyệt đi. Lần đây ta vẫn luôn tự ngẫm một vấn đề, 36 khiếu có thể hợp thành một vòng tuần hoàn, vậy thì 360 khiếu liệu có thể hình thành một vòng đại tuần hoàn hay không? Bầu không khí im áng, đại ca, ngươi thật tùy hứng a, mở 360 khiếu huyệt, đây là tiếng người nói sao? Triệu Minh nhịn không được mở miệng phản bác, khả năng lớn là nhân tộc tới bây giờ cũng chưa phát hiện ra được 360 khiếu. Tô Vũ cười nói, không có việc gì, cái này lại không vội, tới sơn hải cảnh tìm toàn bộ thì cũng không muộn sơn hải sẽ hợp nhất khiếu mà khi đó có thể hợp khiếu thì cũng không sao dứt lời hắn lại nhìn về phía mấy người trong phòng đoạn nói hiện giờ các ngươi đều mới chỉ là thiên quân vạn thạch bộ công pháp này sẽ có hiệu quả rất lớn đối với các ngươi nhất là hà hồ vưu tuy rằng ngươi hợp khiếu khôn ít đá tuyết hợp khiếu quá trọng ngươi sử dụng nó để sớm ngày tấn cấp vạn thạch cửu trọng đi sau đó tiến vào đàng không hà ngọc vân người ta đã là lăng vân cảnh ngươi vẫn yếu như này thì thật là mất mặt. Chương 777, khẩu khí thật lớn Trịnh Vân Huy dứt khoát nói. Ta muốn đổi công pháp. Có bản hộp khiếu pháp này thì ta không cần phải băn khoăn việc hộp khiếu nữa. Lã cảm thấy trướng mắt bản công pháp khai 108 khiếu mà vã đang tu luyện. Lã muốn chuyển sang tu luyện thiên giai. Trước kia không tu luyện đó là vì cảm thấy quá phiền toái, phải khai khiếu nhiều không nói. Mà quan trọng là hộp khiếu rất khó. Chắc chắn sẽ làm chậm trễ tiến độ tấn cấp kỳ thật rất nhiều thiên tài đều ưa thích tu luyện bản công pháp khai 108 khiếu cũng là vì lý do tư tự, dù cho gia đình có sẵn thiên giai công pháp thì cũng chưa chắc đã khiến bọn họ động tâm. Ngươi nói với ta làm gì? Trịnh gia ngươi không có sao? Trịnh phủ trưởng đã là nhật nguyệt cảnh, chiến giả tấn cấp nhật nguyệt lại không bị hạn chế, cường giả như ông ấy hiển nhiên không thiếu công pháp đỉnh cấp. Ngươi đi tìm gia gia ngươi mà xin, nói với ta cũng không có tác dụng. Trịnh Vân Huy không để ý tới hắn, suy nghĩ một chút rồi lại lẩm bẩm, trong số các thiên giai công pháp thì thiên sơn quyết rất lợi hại cầu vũ ta muốn quan sát chu hạo một thời gian nếu hiệu quả thật tốt thì ta nhất định sẽ truyền tu sang đó nghe gã nói vậy hà hổ vưu chợt sững người cậu bỗng nghĩ tới một chuyện kích động nói phải rồi đại hạ phủ xưa nay có không ít người tu luyện thiên sơn quý đến bây giờ đều kẹt tại thiên quân cảnh có vài người đã sớm chết già rồi các ngươi nghĩ xem nếu hạ ra cho người đi tìm khắp nơi tụ tập những người như vậy lại để thành lập một tiểu đội thì sẽ như thế nào? Tẻ tu luyện thiên sơn quyết thì năm đó cũng tính là thiên tài. Nếu thật sự có thể hợp khiếu thì thực lực của bọn họ sẽ tăng mạnh không ít, Tỉ như có sơn hải cảnh, giai đoạn trước tu luyện thiên sơn quyết. Hậu kỳ không có cách nào hợp khiếu nên chuyển tu công pháp khác, hai khiếu 72 cái, đến sơn hải thì hợp nhất khiếu, một lần hợp khiếu này chính là hợp của 72 cái, nhưng hợp khiếu pháp của Tô Vũ sẽ giải quyết được vấn đề đó. Thiên Sơn Quyết mà có thể hợp khiếu thì chính là hợp thành 144 khiếu hợp nhất. Cứ như vậy, thực lực đối phương liền cường đại hơn nhiều. Hợp nhất 72 khiếu đương nhiên không thể so được với hợp nhất 144 khiếu. Tô Vũ lười quản mục đích của cậu ta, nói thảm. Bản thứ ba tuyệt đối không cho phép tùy tiện truyền ra ngoài, trừ phi hạ gian ngươi có thể khống chế được tình hình, và lại nếu đã muốn truyền thì ta thu phí một vạn điểm công hơn một người. Chỉ đơn giản như vậy, na nó. Thổ phỉ, Tô Vũ mới lười quản cậu ta mắng mình, trong đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ, đúng rồi, các ngươi nói xem, liệu ta có thể xin cấp chức nghiên cứu viên không? Tô Vũ lẩm bẩm. Cuối năm hàng năm đều sẽ có một lần bình xét cấp bậc chức danh. Trước đó ta hỗ trợ lão sư của mình nghiên cứu ra phệ hồn quyết, hiện tại lại nghiên cứu thành công sau mô hợp khiếu pháp, các ngươi nghĩ ta có tư cách xin bình xét cấp bậc không? Mấy người trong phòng sững sờ nhìn hắn, Tô Vũ lại lẩm bẩm tiếp, nghiên cứu viên sẽ được lĩnh một chút trợ cấp, mặt khác còn có quyền xin hỗ trợ tài chính, đúng rồi nghiên cứu viên còn có một số quyền hạn khác tỷ như hàng năm cố định tiến vào bí cảnh miễn phí hơn nữa nếu có ai muốn tùy tiện xử phạt nghiên cứu viên thì cũng đều phải thông qua hội nghị các lão này so với trước kia mạnh hơn nhiều mục tiêu mà lão sư chưa hoàn thành hiện tại giao cho ta đi thời điểm bạch phong rời khỏi đây thì anh cũng mới chỉ là trợ giáo nguyên bản cuối năm nay anh sẽ có cơ hội chuyển mình trở thành nghiên cứu viên chính thức nhưng hiện tại thì không xong rồi điều kiện để trở thành nghiên cứu viên chính thức là ít nhất phải đạt tới cấp bậc lang vân hoặc không thì phải có cống hiến lớn trên phương diện nghiên cứu học thuật. Tô Vũ cảm giác mình hoàn toàn có hy vọng đạt được. Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa yên tĩnh trở lại. Triệu Minh đầy mặt u oán, đi lăn lộn nhiều năm như vậy, hiện tại cũng chỉ là vừa trở thành nghiên cứu viên chính thức cách đây không lâu. Hiện giờ theo ý của Tô Vũ thì rất có thể hắn sắp sửa ngồi ngang hàng với y rồi. Tề phần nghiên cứu viên trung cấp thì giới tình huống bình thường, không tới lăng vân cao trọng thì đừng mơ mộng nghĩ đến. Nhưng cái danh nghiên cứu viên bình thường cũng đã rất đáng gường rồi tổ học phủ kỳ thập phần lớn đều là trợ giáo do đàng không cảnh đảm nhiệm nghiên cứu viên chính thức cũng không có bao nhiêu người hà hồ vưu cũng không đáp lời trực tiếp nói sang chuyện khác bây giờ ta phải về nhà một chuyến tổ vũ đừng có chạy lung tung rất nhanh sẽ có người đến tìm ngươi ngươi nghe ta khuyên đi đừng có lẫn vào vòng tranh đấu ở học phủ nữa ngươi cứ chuyên tâm làm nghiên cứu là được rồi hai ngươi có muốn làm việc cho hạ gia đảm nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính thức của sở nghiên cứu hạ thị không về sau hạ gia trực tiếp bảo kê cho ngươi. Như thế nào? Tô Vũ phì cười, vui vẻ đáp, được lắm. Vậy các ngươi nhớ phái người tới bảo hộ ta, có người nào muốn giết ta thì các ngươi lập tức đi chơi chết bọn chúng là được. Tâm hạ hồ vưu thật là mệt mỏi. Whatcom? Ta biết thử ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy nhé. Ngươi muốn chạy đến nhà Chu Minh Nhân, lớn tiếng mắng lão, thuận tiện chém lão vài đau. Sau đó chờ Chu lão ra tay thì lập tức kêu hạ ra thủ tiêu đối phương, Tô Vũ câm nín. Thở dài đáp, ngươi đúng là kẻ dám nghĩ dám nói ta chỉ muốn xử lý chu bình thăng mà thôi ngươi lại nghĩ tới việc thủ tiêu chu minh nhân luôn rồi đúng là khẩu khí chật lớn hạ hầu vưu buồn bực muốn mắng người ngăn nó ta mà không nói trước dám ngươi sẽ chạy tới đại chu phủ gây sự với chu phá long một phen cũng nên ai chứ ngươi thì dám lắm thôi quên đi cậu biết tâm trí tô vũ không đặt ở nơi này tô vũ đích thật là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu thế nhưng mục đích chủ yếu của hắn vẫn là khiến chính mình mạnh lên về phần nghiên cứu chỉ là phụ thêm mà thôi hà hổ Vưu cũng không nhiều lời với hắn nữa mà là quay sang trịnh trọng nói với mọi người trong phòng chư vị trước đó ta đã nói rồi hiện giờ nhắc lại một lần cuối cùng tuyệt đối không được truyền ra ngoài hà gia nhất định sẽ kiểm soát chặt chẽ những chuyện này vì chính các ngươi vì chính gia tộc của các ngươi ta hy vọng chư vị vẫn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi có ý định làm bất kỳ việc gì tô vũ bật cười ồ wow. nghe hệt như đang uy hiếp nhỉ hà hổ Vưu hết sức phiền muộn ta vốn chính là đang uy hiếp đấy ngươi nghe không hiểu tô vũ cũng không để ý tới cậu thản nhiên nói công pháp này chỉ mang tính chất phụ trợ nói thật đối với ta thì nó cũng chỉ có tác dụng như thế người nào truyền ra ngoài thì hạ ra sẽ phụ trách kẻ đó ta lời quản mọi người cũng đừng bởi vì lợi nhỏ mà mất lớn dù cho thật có tâm tư thì chờ ta làm ra nguyên thần khiếu rồi các ngươi hãng phản bội cũng chưa muộn mấy người nghe thế đều im lặng lời nói này giống như bọn hắn có ý định muốn phản bội tô vũ thật vậy tô vũ lại nói tiếp sự tình hợp khiếu pháp đến đây tạm thời kết thúc Mọi người tiếp tục làm việc đi, những ngày tới đây cố gắng thu thập giúp ta nhiều công pháp đa dạng chủng tộc một chút. Với lại ta vẫn luôn suy ngẫm một chuyện, liệu rằng ngươi thần Khiếu có quan hệ gì với 360 khiếu huyệt hay không? Hạ Hồ Vưu, nhà ngươi có nhiều tư liệu, ngươi phụ trách tìm hiểu vấn đề về vị trí khiếu huyệt cho ta, không thì mang tư liệu đến đây để mọi người hỗ trợ tìm tòi cũng được. Hạ Hồ Vưu gật đầu, "Ồ, để ta về cho ngươi thu thập, thêm nữa ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một con khô lỗi. Sở nghiên cứu của chúng ta tập trung nghiên cứu về khiếu huyệt có nó thì sau này thí nghiệm vị trí lên khôi lỗi sẽ giúp ngươi tiện quan sát hơn tốt lắm đa tạ ngươi hạ hổ vưu gật đầu lần này cậu trở về một chuyến có rất nhiều việc cần làm chương 778, đa kích hạ hổ vưu hạ hổ vưu phải về hạ ra một chuyến có rất nhiều đang chờ cậu xử lý có một khoảnh khắc cậu thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ tình cờ giả nhật nguyệt để xóa sạch trí nhớ của đám người chu hạo có điều chỉ là nghĩ một chút rồi thôi dù sao thì tô vũ người ta còn không để ý tới mặc dù hạ gia quan tâm nhưng tô vũ mới là người sáng lập còn về phần thu thập tô vũ hoàn toàn là chuyện giết và sửa ống hạ gia mà chi nghĩ nông cạn như vậy thì đã sớm diệt tộc từ vài trăm năm trước đúng là yêu nghiệt cái tên này có lẽ thật sự đã nắm giữ được di tích nào đó trong lòng hạ hồ vưu thầm cảm khái dựa xác vào ta hỗ trợ kéo ta lên đây chính là đang bước hạ ra đứng cùng chung một con thuyền với ngươi a từ lâu về trước cậu đã biết rõ việc tô vũ làm gì cũng đều kéo theo cậu có ý nghĩa gì cậu đương nhiên có thể lý giải tâm tư của hắn đáng tiếc hạ gia lại không phải do cậu làm chủ bản thân cậu thấy so với đơn thần văn nhất hệ thì tô vũ còn trọng yếu hơn nhưng chưa chắc phụ thân và nhị gia gia bên kia đã nghĩ giống cậu ngạn thạch đàng không thậm chí sơn hải đều mở rộng cửa trước mắt hắn tương lai cái tên này có thể đi đến mức nào đây hà hồ vưu cảm khái một tiếng sau đó vội vàng rời đi tô vũ nhìn bóng lưng của cậu chỉ cười mà không nói gì đại hạ phủ vẫn là do hạ gia định đoạt bao gồm cả nhân cảnh thì hạ gia vẫn có lực chân nhiếp to lớn hy vọng biểu hiện của hắn có thể khiến hạ gia hiểu rõ thứ mà đa thần văn nhất hệ dựa vào không chỉ là viên thần văn do ngũ đại để lại phủ thành chủ hạ hầu gia vừa nhai chốc chép vừa ngẩng đầu nhìn về phía hạ hổ vư đang nói lên thoáng trên gương mặt đào ị thoáng hiện lên vẻ động tâm hoàn toàn triệt tiêu đúng vậy hạ hổ vư gật đầu chật chật nói chu hạo là học sinh của ngọc văn đường ca cậu ta tu luyện thiên sơn quyết thế mà lúc đó hộc khiếu thoáng cái liền triệt tiêu hết thảy lực đẩy hai khiếu trực tiếp tương hợp hà hầu gia như có điều suy nghĩ ngật gật đầu đúng là một công pháp tốt. Dù cho đến sơn hải hiệu quả không bằng trước đó thì cũng đủ để cải biến tu giả trong tầng lớp dưới. Có thể giúp thiên tài tiết kiệm rất nhiều thời gian, để bọn hắn càng nhanh quật khởi. Hà Hồ Vưu cười ha hả tranh công, nhìn ra ra, ánh mắt của ta không tệ, đúng không? Hà Hầu ra liếc mắt nhìn cộng, tức giận mắng, nếu ánh mắt ngươi mà thật sự lợi hại, năng lực ngươi đủ mạnh thì lẽ ra đối phương hiện tại liền nên cúi đầu trước ngươi. Cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ của ngươi rồi, ngươi thì hay lắm chỉ còn thiếu nước chưa gọi người ta một tiếng ra ra hà hầu vưu không phản bác được lời y nói hình như có chút đạo lý hà hầu ra hừ lạnh một tiếng ánh mắt tỏa sáng nói hào tiểu tử giấu không ít thứ hạ ra thì không thể mặc kệ mọi việc trang trận cướp đoạt công pháp thế nhưng hạ ra sẽ rất vui lòng khi người khác dâng đồ vật lên cho chúng ta ta à. hà hầu vưu vội vàng can ngăn nhì ra ra ngài cũng chớ làm loạn hạ ra một khi phá hư quy củ cút hà hầu ra cả giận mắng đồ đần độn nhà ngươi ai nói ta muốn phá hư quy củ ta mà làm tổ gia gia của ngươi lão đầu tử nhà ta còn không phải tới thu thập ta nói xong y lại hùng hùng hổ hổ mắng đồ đần độn nếu không phải do ngươi quá vô dụng thì còn cần đến ta xuất mã sao không học một chút từ cha ngươi đi đừng cả ngày sao y bản chính từ lão tử nữa toàn học cái tính láo cá thiên kiêu trướng mắt ngươi đây cũng không phải là chuyện tốt đối với đứa cháu trai giống mình từ ngoại hình đến tính cách này y đương nhiên vẫn tính là hài lòng có điều quá mức láo cá thì cũng không nhất định là chuyện tốt. Nhi tử của Hạ Long Võ, ngươi thừa kế tương lai của Đại Hạ phủ không thể là một người chỉ biết tính toán vặt vãnh. Ngươi nhìn cha ngươi đi, năm đó mặc dù một thân toàn cơ bắp, nhưng tốt xấu gì cũng câu được không ít cường giả theo sau mình. Ngươi thì sao? Nói ta nghe thử xem, Vô Vũ. Cút, Hạ Hầu gia chỉ muốn đánh người, đó là ngươi câu tới sao? Đó là do tiểu tử kia tự mình dính sát tới, muốn kéo ngươi làm chỗ dựa thì có, thủ đoạn lôi kéo người của tô vũ ta thấy còn thành thục hơn ngươi ngươi nhìn người ta đi hiện tại những y trong sở nghiên cứu thoáng cái đều đã trở thành tiểu đệ của hắn nhất nhất đều nghe cho lời tô vũ nói tô vũ là dùng quốc sĩ đối đãi kẻ khác ngươi có làm được không mà thôi đi ta thấy ngươi cũng chẳng khác gì tiểu đệ của hắn rồi tế là còn chưa kể hắn thuộc đa thần vạn nhất hệ bị vạn người bài xích vốn là thế yếu còn ngươi tổ cho ngươi mang danh con cháu hạ ra khiến chết vài câu xong hạ hầu ra mới tiêu tan hỏa khí cũng là do y có chút khó chịu khi nghe đứa cháu trai ngu xuẩn của mình báo cáo việc nó đã tẩy sạch số nợ 300.000 công, hơn của đa thần vân nhất hệ. Đã vậy, nó còn không có đây là to tát. Đúng là con cháu bán dụ tổ tông không đau lòng. Ai 300.000 công hơn a? À? Đồ đần độn, tức chết ra ra người. Hà Hồ Vư cũng không lấy làm giận. Bị mắng cũng chỉ cười hì hì đáp, nhì ra ra, không như ngài nghĩ đâu. Thiên tài đều là kẻ tâm cao khí ngạo. Nếu ta trực tiếp lộ ra thân phận thì không chừng những người kia đều cảm thấy là ta đang lấy thế đành người. Hiện tại ta thấy rất tốt, mọi người thân thiết làm bằng hữu, chờ đến sau này bọn họ mới phát hiện ra được thân phận của ta. Ngài xem. Đến lúc đó chắc chắn họ sẽ nghĩ, điện hạ đại hạ phủ lại đối xử với ta thân thiện như thế. Đúng là quá cảm động, Tô Vũ không biết thân phận của ngươi, b Hắn cảm động à. Cái kia không có, vậy ngươi vừa thả cái dám gì đấy, hà hầu ra vô lực chửi bệnh không để ý tới đứa cháu ngu ngốc này nữa, đi tiếp tục ăn cơm. Đợi tới khi ăn xong, y đứng dậy dùng khăn lau đi vết mỡ dính bên miệng. Đoạn nói, chưa hiền đãi sĩ thì nên tới cửa bái phòng một phen, ta sẽ thay mặt phủ chủ đi gặp hắn một chút, cha ngươi thì thôi coi như bỏ qua, tên kia ngu xuẩn không kém gì ngươi, để hắn đi, có khi chẳng thương lượng được gì, ngược lại còn bán mất cả hạ gia, hà hổ vư, ta nên y miệng thì hơn. Này có thể mắng như thì không, cha ta mà biết, nhất định sẽ đánh chết ta. Hà hầu ra vừa đi vừa nói: "Con ngứa ra đó làm gì? Đi thôi." Lần trước ta đã gặp Tô Vũ một lần, hắn huyên vài câu, tên này không phải là kẻ tốt, chính ngươi kiềm chế một chút, ta đã điều tra tư liệu của hắn, từ lúc nhỏ đã là kẻ rất có đầu óc. Hàng sóng, lão sư. Đồng học đều có ấn tượng không tệ với Tô Vũ, ai cũng nhận xét hắn là hài tử ngoan ngoãn, lễ độ, cách phách nhà hắn có một tiểu tử tên là Trần Hạo, tên này thường xuyên đánh nhau thường xuyên bắt nạt người khác nhưng treo ta điều tra thì trần hạo chắc chắn là tay chân của tô vũ hắn là quân sư trong bóng tối còn cậu ta là kẻ chuyên cõng nồi ra mặt thay cho tô vũ hà hổ vư hiếu kỳ hỏi nhì ra ra vì sao trần hạo lại nguyện ý giúp hắn cõng nồi gia cảnh nhà tô vũ đâu giúp được gì cho trần hạo tối thiểu trước đây chính là như vậy hà hầu ra cười ha hả nói cái này người ta gọi là năng lực ngươi còn kém lắm ngẫm lại xem trần hạo cũng không chịu thiệt gì cùng lắm thì mang cái danh thằng ngốc mà thôi đổi lại người khác không dám khi dễ cậu ta, đều biết cậu ta là kẻ thành thật, chỉ là tính tình nóng nảy, gặp chuyện không hợp liền ra tay đánh người. Về phần Trần Hạo thì nếu bản thân đã không chịu thiệt, lại còn có người âm thầm giúp đỡ mình nghĩ kế đối phó kẻ khác. Như thế không phải rất tốt sao? Hà Hầu Vư như có điều suy nghĩ, đột gật đầu, hai người ngồi lên một chiếc xe, Hà Hầu ra mở miệng nói. Đi tới Đại Hạ Văn Minh học phủ. Chương 779, khó đối phó hạ hầu ra lại quay sang tiếp tục dạy dỗ hạ hổ vưu tô vũ là kẻ thông minh trần hạo giúp hắn ra mặt hắn quay đầu liền thay trần hạo đi xin lỗi đối phương nói là trần hạo chất phác mong người ta đừng tìm trần hạo do đau làm gì sau đó vừa lôi trần hạo ra cho cậu ta mấy vậy xem như thay người khác chút giận hạ hầu ra cười tùng tỉm nói ngươi xem cách mà người ta làm đi chú ý là tô vũ ra chuyện xấu lại là do trần hạo làm đối thủ ăn phải cái lỗ vốn hắn lại ra giả là làm hòa bồi cái lễ nói lời xin lỗi chỉ là chuyện nhỏ, người ta cũng không tiện truy cứu, hơn nữa còn phải vui mừng vì may mà có Tô Vũ ra mặt khuyên nhủ tên ngốc đó, bằng không cậu ta lại gây phiền phức cho bọn họ, cuối cùng thì sao? Tô Vũ khiến kẻ mình không ưa bị đánh một trận, mà người ta còn phải tới cảm tạ Tô Vũ, Hạ Hồ Vư hít sâu một hơi, khi còn bé mà hắn đã biết tính kế như vậy, nhị không được cậu lại hỏi tiếp, cha hắn cũng thấy sao? Cha hắn à, không rõ lắm. Có thể xem như tính tình không tồi, Hà Hầu ra cũng đã từng tra tư liệu về Tô Long, trên tư liệu lại không nhìn ra cái gì đáng chú ý, đi uống một ngụm nước. Tổng kết lại, đây cũng là điểm mà ngươi nên học Tô Vũ, thu thập đối thủ, đối thủ còn phải cảm tạ ngươi, hơi hợt nói lời xin lỗi, trước kia bôi nhọ người của ngươi, về sau cũng sẽ không bôi nhọ ngươi, còn phải nói ngươi là người tốt, Hạ hầu Vưu gật đầu, cười ha hả nói. Nhì ra ra, vậy kế tiếp chúng ta đàm phán với Tô Vũ thế nào, đàm phán chuyện gì, chuyện hợp hiếu pháp ấy. Cút, Hạ hầu ra mắng, đồ đần độp hợp khiếu pháp là làm một cũ có chuyện gì đáng để bàn ngươi chờ đó đi hôm nay nhị ra ra ngươi sẽ không nói chuyện này hạ hầu vư nhìn thoáng qua hạ hầu ra không biết nên nói cái gì trong lòng hơi xúc động xem ra ta còn phải luyện nhiều một chút mới được trước đây cứ ngỡ ta đã được tính là chân truyền hiện tại xem ra chưa hẳn a à. bên ngoài nguyên thần sở nghiên cứu giờ phút này có một chiếc xe ngựa ngừng lại trước cửa trong xe hạ hầu ra bĩu môi Đi kéo rèm lên nhìn thẳng về phía tu tâm các bên kia một chút đoạn truyền âm nói ta đến xem chút thôi đừng có mà nhìn ta trầm chằm dám dám thì phủ chủ chính là hành vi tạo phản tim áng hà hầu gia không tiếp tục để ý y, y xuống xe lắc lắc người cất bước đi vào trong bên trong nguyên thần sờ nghiên cứu ánh mắt tô vũ khẽ động lập tức đứng dậy đi ra cửa hà hầu gia đứng ngay tại cửa ra vào nhìn thoáng qua tấm biển bên trên cảm khái một tiếng lẩm bẩm lam thiên tô vũ năm đó sở nghiên cứu lam thiên đã khiến cho người ta di khác bây giờ sở nghiên cứu nguyên thần có lẽ sẽ càng làm cho người đời khó quên tô vũ thấy hạ hầu gia đứng đó liền kho mình hành lễ và qua hầu gia chờ khách khí hà hầu gia nở nụ cười tiến lên đỡ đối phương đứng thẳng dậy đoại cười tủm tỉm nói ngươi không phải đã nói gia gia của hồ vưu chính là gia gia của ngươi sao man tôn tử lần sau gặp ta đừng hành lễ nữa cứ gọi gia gia là được vẻ mặt tô vũ cứng đờ hà hầu gia vẫn vui vẻ nói tiếp chó trai ngoan đi đi vào xem giờ nghiên cứu của cháu ta nào. Trước kia ta vẫn luôn thấy đáng tiếc, ta không có cháu trai ruột. Tiểu tử hồ vưu này dù sao cũng không phải là cháu trai ruột của ta, nhưng không sao. Bây giờ ta có ngươi rồi. Tô Vũ không phản bác được, chấn định tâm thần một thoáng. Tô Vũ liền khôi phục bình tĩnh, cười dạng dỡ nói. Đúng, ra ra. Ra ra, ngài có muốn ta bồi ngài đi quan sát học phủ một phanh không? Lão nhân gia ngài đã lâu rồi không tới học phủ đúng không? Nói xong, Hắn liền tiến lên giữ lấy cánh tay của y. gương mặt nở nụ cười tươi tắn. Ra ra sao? Được thôi. Ngươi nói cái gì thì chính là cái đó. Ha hầu ra cười ha hả nói. Không cần đâu. Ta phải. Ở cửa ra vào của các ngươi có đặt cái máy giám thị làm gì vậy? Ra ra. Không có gì. Chỉ là để giám sát xem có kẻ nào tùy tiện xông vào sờ nghiên cứu của bọn ta hay không thôi. Ha hầu ra lật đầu. Cũng tốt. Đúng rồi. Ngươi sẽ không thu cái gì đó chứ. Nói thí dụ như cảnh ta và ngươi đang ở đây bị thu lại sau đó ngày mai liền xuất hiện ở màn hình lớn bên ngoài sở nghiên cứu của các ngươi hình ảnh hai ông cháu ta hữu hảo trao đổi sự tình rất nhanh liền truyền khắp đại hạ phủ nghi mắt tô vũ khẽ giật cười cười đáp không có chuyện đó đâu ra ra đừng chi nghĩ nhiều ta biết thân phận ngài đặc thù không thể loạn truyền ta chỉ là muốn đưa cho hạ thiền nhìn một chút đúng vậy chỉ cần hạ thiền thấy được như vậy là đủ rồi nàng nhìn thấy lần sau tùy tiện tìm một cơ hội kêu một tiếng muội muội ắt hẳn là hạ thiền cũng không tiện ra mặt cự tuyệt đúng không tỷ như ngay trước trung minh nhân mặt kêu nàng một tiếng muội muội thì thế nào hạ hầu ra cười híp mắt nhìn hắn tô vũ lại tỏ vẻ man ngoãn như hòa ma theo ba phần câu nệ ba phần quấn quýt ba phần nho nhã thong dong của văn minh sư chân chính hậu sinh khả úi hạ hầu ra cảm khái một tiếng vòng giao phong thứ nhất dường như không chiếm được tiện nghi gì người ta không biết xấu hổ cũng không quan tâm bị ngươi hôn một tiếng cháu trai ngươi còn có thể xử lý làm sao thiên tài nhiều ít đều cần mặt mũi nhiều ít đều có mấy phần tự ngạo kế nhưng tô vũ lại không có dạng người này khó đối phó a à. hà hầu ra nhìn lại một lực mấy người khác trong đại sảnh nha đầu ngô gia kia đang hiếu kỳ nhìn y cùng tô vũ bên này cười cười nói nói rõ ràng không cần thu hình gì thì quay đầu lại tin tức mình và tô vũ thân thiết như người một nhà sẽ trong miệng tiểu nha đầu đó truyền đi khắp nơi mấy người hồ thu sinh đều lộ ra vẻ câu nệ thấy tô vũ đỡ hạ hầu ra chậm rãi đi vào cửa thì liền dồn dập khom người ân cần thăm hỏi gặp qua hầu ra đừng khách khí hà hầu ra tươi cười đáp đều là ngươi trong nhà ngươi của đại hạ phủ thì đều là người một nhà cả đám hậu bối các ngươi toàn là hậu sinh khả úi giỏi lắm tán dương vài câu đi lại nhìn về phía mô lam thân mật trò chuyện mô ra tiểu nha đầu phải không thách ta hỏi tham tổ nãi nãi của ngươi một tiếng đã vài năm rồi ta không thấy bà ấy bảo bà ấy thoải mái tinh thần thôi đã đến nhật người rồi thì cũng đừng sốt ruột chuyện tu luyện quá mô lam nghe vậy bèn vội vàng gật đầu hà hầu ra lại tươi cười nhận xét ngươi cũng là hào hài tử nghe nói lần này ngươi đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ công kiên rất nghiêm túc tốt lắm bậc nữ nhi của ngô gia đều không hề thua kém đấng mày dâu chút nào hạ gia gia rất coi trọng ngươi cố lên tạ ơn hạ gia gia khóe miệng ngô lam không khép lại nổi đã cười hớn hở tới giết chạo cả quai hàm hà hầu gia khen ta hà hầu gia đích thật vừa mới khen ta ha 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 tuy tổ nãi nãi vẫn thường nói hạ hầu gia không phải người tốt nhưng chẳng sao hà hầu gia là đại nhân vật đi khen ta vậy y chính là người tốt rồi hà hầu gia cảm thấy tâm mình thật mệt mỏi ta là nhật nguyệt tiểu nha đầu ngươi cứ nghĩ về ta nhiều như vậy thì tưởng ta không biết chắc hồ oh, cả nhà ngươi y đều không phải là người tốt tổ nãi nãi của ngươi lại càng không phải là người tốt sau đó hà hầu gia lại nhìn về phía ngô gia mình cười ôn hỏa nói ngươi là ngô gia à? lúc ngươi còn bé ta đã từng gặp qua ngươi cũng là một tiểu cô nương rất tốt hà hầu gia cảm khái nói cả nhà trung liệt a à? cha mẹ ngươi vì đại hạ phủ chinh chiến vạn tộc giáo mà chết hiển nhiên ngươi chính là hậu sự của anh hùng ngươi bây giờ đã lớn như vậy rồi lần này nghe nói ngươi cũng bỏ ra không ít tông huyết cho sở nghiên cứu giỏi lắm vậy thì hãy để cha mẹ ngươi chuyển vào đại hạ anh liệt đường đi ta sẽ phân phó người chuẩn bị một vị trí cho bọn họ y còn chưa dứt lời nước mắt của ngô gia đã rơi đầy mặt khóc nghẹn không thành tiếng tô vũ khai nhíu mày nhìn thoáng qua hạ hầu ra rất nhanh liền bước tới bên cạnh trấn an ngô gia thấp giọng dỗ dành sư tỷ đừng khóc đây là chuyện tốt mà ba phụ bá mẫu có thể vào anh liệt đường thì từ nay về sau ngươi chính là nhi nữa hạ gia đại hạ phủ vốn có tổ huấn hộ dệ của chiến sĩ tại anh liệt đường thì phụng dưỡng hạ gia thân như con cháu ngươi mau gọi một tiếng ra ra đi ra ra ngô ra nghẹn ngào chương 780, đàm phán một anh liệt đường đây là nơi mà chỉ có các anh hùng có công hiến to lớn vì đại hạ phủ chẳng hạn như chết trận nơi gia trường hoặc lang ngã xuống vì nhiệm vụ quốc gia mới có cơ hội được đặt mộ phần ở nó cha mẹ ngô gia trước đó cũng không có tư cách tiến vào mặc dù bọn họ là qua đời khi đời kháng với vạn tộc giáo bất quá cũng không phải là vì công vụ mà chết dĩ nhiên nếu khiên cưỡng xét ra thì năm đó trần vĩnh là nghiên cứu viên cha mẹ của ngô gia lại là quân hộ vệ cử giả hộ tống trần vĩnh xuất phủ như vậy cũng có thể tính là hy sinh vì công vụ như vậy hạ hầu gia có đồng ý cho mộ phần bọn họ tiến vào anh liệt đường thì cũng tính là thuận lý thành trương không ai có thể phản đối trong lòng tô vũ vừa định thầm mắng một tiếng rất mau đã vội dẹp tan suy nghĩ không thể mắng Hạ hầu ra đủ hung ác, vừa đến đã đánh rắn bảy tấc, Ngô ra. Ngô Lam giờ phút này xem như không cứu nổi, may mắn là hắn cũng không trông cậy quá nhiều vào hai vị này, bằng không, cả hai hoàn toàn có thể bị Hạ hầu gia giao động khập khiễng. Hạ hầu gia một mực, mực nở nụ cười hòa ái. Thấy Tô Vũ Trần an Ngô ra thì liền phụ họa, nha đầu, đừng khóc, đây là việc mà Hạ gia ta nên làm. Tuy rằng chậm trễ bấy lâu, nhưng ngươi cũng nên thông cả, dù sao thì Hạ gia cũng có chỗ khó của riêng mình. Chỗ khó chính là phụ mẫu Ngô gia là vì hộ vệ Trần Vĩnh chết trận, mà Trần Vĩnh năm đó xuất phủ lại không phải là vì công vụ, cho nên khi xưa bọn họ mới không được hưởng đặc quyền này, thân phận anh liệt đường hậu sự chính là một tấm màng bảo hộ, có thân phận này, tối thiểu Chu Bình Thăng cũng không dám tùy tiện nhằm vào Ngô gia như trước đây nữa. Đại hạ vương đã từng hứa hẹn, trên danh nghĩa thì người nhà của các anh hùng liệt sĩ thuộc anh liệt đều chính là con cháu của hạ gia, dám nhằm vào anh liệt hậu dậy làm lớn chuyện thì cái kia chính là muốn chết đại hạ phủ có nhiều đời cường giả chinh chiến bốn phương nhưng tình hình phía sau vẫn muôn ổn định chính là nhờ hạ gia cung cấp đãi ngộ cùng trợ cấp cực nặng cho người nhà các tướng sĩ chết nơi xa trường phủ khô trống rỗng đại bộ phận đều là tiêu vào việc này tô vũ cũng không biết nên nói cái gì trong lòng thở dài cũng tốt cha mẹ của dư tỷ treo cái tên tại anh liệt đường thì tối thiểu sẽ giảm bớt vô số phiền phức muốn nhắm vào tỷ ấy giết ngô gia và giết một vị hậu diện anh liệt là hai việc hoàn toàn khác nhau chuyện vỡ lở ra hà gia nhất định phải ra mặt làm chủ đến lúc đó không thiếu được cảnh mấy người đầu rơi mới có thể trấn an quân tâm và dân tâm hà hầu ra mỉm cười nhìn thoáng qua tô vũ ánh mắt y giống như biết nói chuyện ta đã cho ngươi nhiêu đó mặt mũi đã đủ hay chưa tô vũ cũng không nói cái gì lẳng lặng hướng hạ hầu ra chắp tay một cái xem như nói lời cảm tạ cháu trai chúng ta tâm sự riêng chút đi tô vũ cười khổ gật đầu hầu ra mời lồng một phòng trà Hạ Hầu vưu cũng ở đây Tô Vũ châm trà cho bọn họ xong thì khiêm tốn ngồi xuống, Hà Hầu ra mỉm cười, chủ động nói trước, đều là ngươi trong nhà. Ngươi một nhà thì không nên nói hai lời. Ban chuyện tiền bạc dễ làm tổn thương tình cảm, sư tổ ngươi thiếu 300 000 công huân, ta có khả năng miễn đi, ba phiên bản hợp khiếu pháp thì tất cả đều thuộc về hạ gia, như thế nào? Tô Vũ cười ngây ngô đáp. Hầu ra, cái này chi bằng cứ lấy trung tâm nghiên cứu văn đàm ra thế chấp đi. Ta không nhận nổi, dù sao cũng không phải ta thiếu nợ ngài, Hà hầu ra mỉm cười, lại nói tiếp. Vậy thì thế này, ta sẽ phái người đi bảo hộ phụ thân ngươi và hai vị lão sư của ngươi an toàn, cộng thêm triệt tiêu 300.000 điểm công hơn nợ nần. Như vậy đổi được ba quyền rồi chứ, đủ sao? Trong lòng tô vũ khẽ thở dài, nhưng ngoài mặt thì lại bình tĩnh đáp, đủ rồi. Hà hầu ra nhấp một ngụm trà, đừng cảm thấy ta đang áp chế ngươi. Bảo hộ phụ thân ngươi là việc chúng ta nên làm. Quân nhân của đại hạ phủ thì dĩ nhiên sẽ do hạ ra tới bảo hộ, nhưng bảo vệ tội nhân thì không phải là việc bọn ta nên làm tiên phong danh còn được gọi là cảm tử danh ngươi hiểu lý do vì sao chứ đó là ngoài định mức rõ chưa ta hiểu rõ tô vũ gật đầu ha hầu ra cười tùng tỉm nói ta đã nói rồi ngươi một nhà thì không nên nói hai lời có nhiều thứ hà gia cũng không ngấp nghé thậm chí còn sẽ giúp ngươi giữ bí mật chẳng hạn như món bảo vật ngươi lấy được tại nam nguyên ngươi nghĩ hạ gia không biết sao B. nhưng mà hạ gia có danh giới cuối cùng đó là đồ của ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không động tâm đoạt lấy. Nếu mà Hạ gia có lòng muốn cướp, ngươi cho rằng mình sẽ chống đỡ được sao? Trong lòng Tô Vũ thoáng cả kinh, nhưng rất nhanh hắn lại điều chỉnh tâm trạng bình thường trở lại, không dám nghĩ lung tung nữa. Ánh mắt Hạ hầu gia lóe sáng, "Dạ không chết ngươi à? Sợ ta đoạt lấy cơ duyên của ngươi, ngươi có thể suy luận ra những công pháp này, hiển nhiên có quan hệ rất lớn với món bảo vật kia, có đúng không?" Hạ hầu gia cười nói, nhưng hạ gia nguyện ý giao dịch công bằng ta không muốn dùng thủ đoạn bàng môn tà đạo để đoạt lấy bởi vì chúng ta là gia tộc vô địch là sống lương của nhân tộc làm đúng với quy củ và bảo hộ nhân loại chính là khai phủ tôn chỉ của hạ gia năm xưa tô vũ gật đầu hà hầu gia lại nói vả lại đồ vật giao cho hạ gia thì bọn ta mới càng có thể phát huy tác dụng của những món đồ đó tốt hơn nếu là ngươi thì ngươi có thể truyền thụ được cho bao nhiêu người truyền thụ ra ngoài lại có thể thu về được cái gì ta cho rằng ngoài một số lời cảm kích không có ý nghĩa thì chỉ có thể mang tới cho ngươi vô số phiền toái. Tô Vũ gật đầu. Thở dài. Hầu ra nói đúng lắm. Ta cũng biết sẽ có rất nhiều rắc rối ở trong đó chờ ta. Cho nên về sau ta không nên sáng tạo bất kỳ công pháp nào nữa. Như vậy là khỏe nhất. Hà Hầu ra hài lòng. Dù sao thu công pháp về tay ta là được rồi. Đã đủ. Cho nên phải ban phát chút kẹo mọt thôi. Làm gì tới mức đó? Hà Hầu ra cười nói. Vậy đi. Ta thay mặt hạ ra cam kết với ngươi một chuyện thế nhưng điều kiện tiên quyết là về sau có bất kỳ vật gì tốt thì trước tiên ngươi hãy nghĩ đến hạ gia ý của hầu gia là hạ hầu gia khôn chút vội vã uống một ngụm trà rồi mới chậm rãi nói đơn giản thôi đại hạ vương cũng chính là lão gia tử nhà ta ngươi hẳn là cũng biết thực lực của ông ấy không tồi nhất hệ của các ngươi lập phiền toái bấy lâu cũng là vì có người nhìn chằm chằm vào nếu cái tên đó lại ra tay chỉ cần bắt được cái chui lão gia tử nguyện ý ra mặt đối phó thậm chí dù tên đó không có động tĩnh gì nhưng chỉ cần các ngươi có chứng cứ lão gia tử cũng nguyện ý ra mặt như thế nào tô vũ nhíu mày nếu ta đã có chứng cứ hạ hầu ra ngắt lời hắn ngươi cho rằng một khi các ngươi tìm ra chứng cứ thì những vị vô địch khác liền nguyện ý xuất binh giết chết đối phương nghĩ gì thế tuy rằng ngũ đại đã chết nhưng một ngũ đại chết đi hiển nhiên sẽ không bằng một vị vô địch còn sống chỉ cần cải kia không nhằm vào nhân tộc lần nữa thì chắc chắn đa phần mọi người đều sẽ nguyện ý tha thứ cho gã hà hầu ra lãnh khốc nói đây là sự thật ta lại nói ví dụ thực tế hơn cho ngươi hình dung tỉ như ngươi xuống tay giết một kẻ yếu hơn ngươi tại danh giới dã ngoại sau này bị người cha ra được phủ quân sẽ bắt ngươi đền mạng sao hà hầu ra lạnh lùng nói sẽ không dù cho chứng cứ vô cùng xác thực dù cho đối phương cũng là tiểu thiên tài dù cho ngươi chính là cố ý giết thì cùng lắm ngươi cũng chỉ bị đày đi đến tiên phong danh bồi tội tổ vũ vậy ngươi cảm thấy điều này có công bằng không